Xin chào tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp, CEO cũng như là cấp quản lý trong cộng đồng BDCA tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị ạ. Anh chị nào mà mình tối nay mình mong muốn là mình tham dự xong cái workshop á, mình sẽ biết được cái cách để mình quản lý cái dòng tiền trong doanh nghiệp của mình tốt hơn. Thì anh chị gõ số số 4 đi ha, nãy giờ mình số 3 rồi, còn số 4 giúp Duy đi ha. Anh chị nào mình mong muốn là mình có tốt hơn, còn số 4 nha. Dạ rồi, cảm ơn các anh chị. Có anh chị nào gõ tứ quý không nha? Dạ rồi, cảm ơn các anh chị nhiều. Lời đầu tiên thì cũng gửi là cảm ơn đến với bạn Hậu, là người đã kết nối Duy đến với trường doanh nhân BDCA. Và đồng thời cũng cảm ơn các bạn thành viên trong ban tổ chức đã tổ chức cái buổi workshop này để cho hàng trăm anh chị em chúng ta ngồi đây được kết nối với nhau, và Duy cũng được kết nối với hàng trăm anh chị CEO chủ doanh nghiệp ngồi đây. Và cũng rất là cảm ơn các anh chị đã dành cái thời gian buổi tối ngày thứ sáu, ngày cuối tuần, sau một ngày làm việc sau một tuần làm việc mệt mỏi thì cũng chịu khó dành thời gian ngồi đây để mình tham dự. Và cái hơn 8 và 80%, mình có nguyên tắc 80-20 đi ha, thì 80% cái sự thành công của buổi workshop ngày hôm nay á, là nó đến từ cái sự tương tác chia sẻ của các anh chị. Còn cái phần chia sẻ của Duy thì Duy nghĩ đâu đó nó chỉ chiếm khoảng 20% sự thành công thôi, còn phần lớn là nhờ sự tương tác của anh chị. Thành ra rất mong các anh chị mình tương tác, mình chia sẻ nhiệt tình trong buổi tối ngày hôm nay. Trong cái thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi chia sẻ trong cái buổi workshop này á, thì Duy cũng mong muốn mang đến cho các anh chị những cái giá trị như là mình biết được những cái sai lầm nổi bật mà các doanh nghiệp chúng ta thường hay mắc phải để mình biết mình tránh. Rồi camera nhích ra một chút nè. Rồi, không biết nhìn rõ được kìa. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi cái thứ hai là mình biết được cái quy trình mình quản lý dòng tiền như thế nào. Và cái thứ ba là mình biết cái cách để mình kiểm soát tốt dòng tiền. Thì ở đây chúng ta là chủ doanh nghiệp, chúng ta là CEO, thì cái cách chúng ta quản lý dòng tiền á, nó sẽ phải khác cái người làm kế toán hay là người làm tài chính. Nếu mà chúng ta kiểm soát nó như cái cách của những người làm kế toán hay tài chính làm á, thì chúng ta không còn là CEO hay là chủ doanh nghiệp nữa đó, và nó sẽ quá chi tiết để cho các anh chị mình làm, và mình cần phải nắm cái tổng thể hơn đối với những như là tổng thể hơn là kế toán và tài chính, thì ở góc độ của một người CEO. Và hiện tại thì Duy, ngoài việc mình đang là CEO của công ty tư vấn Kenme á, thì mình cũng nằm trong hội đồng quản trị của một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực như là F&B, dược, bán lẻ. Và hiện tại thì Duy cũng đang làm công tác mentor cho các CEO của các doanh nghiệp SME, chủ yếu là các doanh nghiệp SME. Và trước đây thì Duy từng học ở Nhật, học MBA bên bên Nhật về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính. Nhưng mà đến khi mình có cái doanh nghiệp riêng của mình á, thì mình cũng vướng phải các cái vấn đề về quản lý dòng tiền. Mình vướng ở đây á, là do mình quá chủ quan, chứ không phải mình vướng là do mình không biết, mà mình quá chủ quan trong việc là mình không có kiểm soát tiến độ, mình chi tiền mà mình không có kiểm soát tiến độ, mình giao việc cho người không phù hợp, rồi mình không có lập những cái kế hoạch ngân sách, nên dẫn đến là khi mình chi tiền á, mình chi nó hơi lố so với cái ban đầu mà mình cũng không biết, nó dẫn đến là cũng thất thoát cũng khá khá là nhiều. Và sau này thì Duy có dịp đi chia sẻ trong các cộng đồng doanh nghiệp thì Duy thấy là cũng đâu hơn 80%, khi mà Duy hỏi đó thì hơn 80% các anh chị tham dự trong các cái cộng đồng đó thì đều vướng phải câu chuyện là về quản lý dòng tiền. Nhưng mà khi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đó thì như thấy một cái là mọi người thường có tâm lý là sợ con số,
quá nhiều con số mọi người bị sợ, dẫn đến là mỗi lần gặp nó là bị ám ảnh, bị ác mộng, bị nhức đầu, bị ù tai hoa mắt chẳng hạn, nên cuối cùng là không có bước vào cái công việc kiểm soát nó được, và cuối cùng là dẫn đến giao phó gần như là toàn bộ cho kế toán. Thì nếu anh chị nào ở đây mà mình gặp cái chứng bệnh làm sợ con số, nhức đầu với mấy con số, thì mình gõ số số 5 giúp Duy nha, để Duy xem coi có bao nhiêu anh chị mình sợ số, nhức đầu với số nha. Các anh chị mình gõ số 5 giúp nha. Wow, cũng cũng nhiều anh chị mình sợ số nha. Thì đối với các anh chị chủ doanh nghiệp hay là CEO nào mà mình xuất thân từ kế toán, từ kiểm toán, từ tài chính đi ra đó, thì có thể là đối với mình con số nó quá nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với các anh chị mà từ kỹ thuật, từ chuyên môn đi ra thì nó sẽ là một cái áp lực. Thì trong quá trình Duy đi làm việc thì mình có đúc kết được những cái kinh nghiệm để từ đó đóng góp lại thành một cái bài chia sẻ trong tối nay để gửi đến tất cả các anh chị. Và Duy nhấn mạnh lại là mình quản lý dòng tiền ở góc độ của người chủ doanh nghiệp hoặc là của người CEO, chứ Duy sẽ không có chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay dành cho các anh chị ở góc độ của người kế toán hay là người tài chính các anh chị nha. Nên là các anh chị mà nó ủa sao sao không thấy giống như tôi học ở một cái lớp tài chính kia, thì nó sẽ khác. Nó khác như thế nào thì một lát chúng ta sẽ tìm hiểu. Và bây giờ thì anh chị nào mình đã sẵn sàng mình bước vào chương trình thì gõ chữ sẵn sàng giúp Duy nha, để chúng ta bắt đầu chương trình tối ngày hôm nay. Vậy rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Ngân ơi, anh có cái chức năng share màn hình không? Dạ có anh. Anh thấy rồi. Dạ. Rồi, các anh chị mình nhìn thấy màn hình được chưa ạ? Ngân có thấy màn hình không? Rồi, các anh chị nào mình thấy được màn hình gọi giúp Duy nha. Ok, cảm ơn Ngân, cảm ơn các anh chị. Dạ rồi. Thì đây là cái cam kết trong chương trình. Do là chúng ta online, chúng ta không có nhìn thấy mặt nhau, nên có ba cái yêu cầu nho nhỏ, là thứ nhất là mình điện thoại mình để cho nó im lặng, và mình hạn chế dùng tới nó để tránh mình bị phân tâm. Thứ hai là mình hiện hữu, tập trung hết sức toàn tâm toàn ý trong khoảng 1 tiếng rưỡi sắp tới, và mình hạn chế sao nhãng việc riêng. Dĩ nhiên có việc riêng thì mình cấp bách thì mình cũng xử lý, nhưng mà hạn chế nha, hạn chế sao nhãng. Và thứ ba thì chúng ta tương tác chia sẻ với nhau, và mình dùng cái tư duy là ly nước rỗng, cũng là một cái tư duy mà BDSA cũng rất là đề cao, là cho dù mình đã nghe qua hay chưa nghe thì mình cũng cũng mở cái tâm thế mình để mình nghe, biết đâu được là mình nghe lại thì có thể đâu đó mình lại có một cái ý tưởng sáng tạo gì thêm. Dạ rồi. Thì nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh ba cái nội dung, là những cái sai lầm trong quản lý dòng tiền, tư tưởng quản lý dòng tiền và quy trình để mình quản lý dòng tiền. Phần cuối thì là Q&A, câu hỏi các anh chị nha. Rồi, bây giờ trạng thái hiện trạng dòng tiền của các anh chị chúng ta như thế nào? Thì ở đây sẽ có bốn cái trạng thái mà Duy gọi cho vui là cấp 1, từ thấp đến cao nha, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Cấp 4 là cấp cao nhất nha. Thì các anh chị mình thấy doanh nghiệp của mình đang ở cấp nào thì gõ xuống cái cấp đó giùm Duy, dù ai đang ở cấp 1 gõ cấp 1, ai cấp 2 gõ cấp 2, để Duy xem chúng ta đang ở cấp mấy nha. Ai cấp 1 thì gõ 1.
À, như thế cũng có rất nhiều anh chị mình ở cấp 4 nha. Có nghĩa là dòng tiền mình dương, mình có lợi nhuận và dòng tiền mình cũng dương luôn. Rất là chúc mừng các anh chị nào mình đạt được cái cấp 4 nha. Còn các anh chị cấp 1 cũng nhiều. Anh chị cấp 1 thấy cũng nhiều nè. Thấy 1 với 4 có vẻ là hai thái cực có vẻ nhiều nhất nhỉ. Còn 2 với 3 thì lưng lửng thì ít hơn. Một là âm luôn, hai là dương. Trước đây 4 giờ còn 0.5. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các anh chị nhiều. Rồi. Thì ở đây có thể Duy xin mời một hai anh chị mình có thể cho Duy ý kiến cái sự khác nhau giữa lợi nhuận và tiền nha. Tiền và lợi nhuận nó khác nhau như thế nào? Giờ thường mình nói là tôi làm ăn có lời dữ lắm, nhưng mà sao tôi không thấy có tiền? Thì cái gì nó làm cho hai cái này nó khác nhau, nó khác nhau như thế nào, và cái gì làm cho hai cái này nó khác nhau? Có chị Vân Anh Vương ha. Các anh chị nào mà mình làm bên mảng tài chính hay là xuất thân từ các phó trưởng đi ra thì có thể dành câu trả lời cho những anh chị khác nha. Rồi, xin mời cho chị Vân Anh Vương, Vương Anh Vân hả? Vương Vân Anh hả? Có thể mình mở mic mình chia sẻ. Dạ vâng ạ, chào tất cả, chào anh Thanh Duy, chào tất cả mọi người ạ. Cũng rất là may mắn là em là chủ doanh nghiệp của công ty về tư vấn thuế và kế toán, nên là cũng muốn chia sẻ trả lời cái câu hỏi này của anh Duy. Cái sự khác nhau giữa cái dòng tiền và lợi nhuận thì đa phần các CEO mình đều hay bị nhầm lẫn cái này. Thì lợi nhuận nó là tổng doanh thu trừ đi các cái vấn đề liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, nói đơn giản như vậy cho các CEO dễ hiểu. Thì còn vấn đề còn lại là dòng tiền, nó liên quan đến các cái dòng tiền thu vào và các dòng tiền chi ra của doanh nghiệp. Thì thường các CEO sẽ rất hay nhầm lẫn hai cái này với nhau. Thì ở góc độ CEO thì em chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Dạ rồi, cảm ơn chỗ bạn Văn Anh Vương nha. Rồi, có anh là anh chị nào mình xung phong nữa không? Không có gì sẽ gọi ngẫu nhiên một anh chị nào trong đây nha. Nãy có một chị rồi, giờ gọi một anh đi. Mời mời bạn Khánh Dương ha. Khánh Dương gì nè, dạ xin mời. Mình mở mic mình chia sẻ với ạ. Bạn Khánh Dương mình Vâng, dạ được rồi. Em chào anh chị ạ. Vâng, em là Khánh Dương, bên em làm chuyên về bên quà tặng Cúc Pha Lê ạ. Vâng, rất vui được cùng tối hôm nay được gặp anh Duy cùng tất thể các anh chị ạ. Theo những mấy có nói thì em có hiểu về cái dòng tiền là như nghĩa là dòng tiền nghĩa là mình có dòng tiền dương có lợi nhuận, có nghĩa là sau khi mình tổng thu rồi sau đó mình trừ tất cả mọi chi phí cả thu và chi ra mình gần dôi ra thì gọi là dòng tiền có lợi nhuận. Còn dòng tiền dương là lỗ thì theo em thì có nghĩa là mình thu về thì rất là nhiều mà lúc chi ra thì cũng rất là nhiều nhưng tưởng như là mình là lỗ thì gọi là lòng tiền dương ra mà lại lỗ. Còn Rồi. dòng còn và còn dòng tiền bằng không thì theo em nghĩ là ở đây nghĩa là mình có nghĩa là sau khi mình làm cũng rất nhiều mà chi rất nhiều cũng cũng không có cái gì thì gọi là dòng tiền không, mà trong khi còn cái này cái thứ tư nữa là dòng tiền âm thì theo em nghĩ là mình làm thu thì cũng rất là nhiều mà chi thì còn nhiều hơn. Theo em hiểu là như vậy, em xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn bạn Khánh Dương. Chúng ta cho hai bạn Văn Anh và bạn Khánh Dương chọn phone ta bằng cách mình gõ số 666 các anh chị nha. 666. Để mình khích lệ tinh thần. Dạ rồi. Thì ở đây á, lợi nhuận á, chúng ta hiểu nó là một cái khái niệm của bên kế toán. Giống như lúc nãy bạn Văn Anh có nói đó, là một khái niệm bên kế toán. Thì nghiệp vụ kế toán á, người ta sẽ ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đúng không ạ? Dù mình thu vào bao nhiêu, mình chi ra bao nhiêu và lợi nhuận vào bao nhiêu, và thường lợi nhuận là con số trên sổ sách các anh chị nha.
Ví dụ mình ký được một cái hợp đồng, mình bán cho khách hàng, tiền có thể là một tuần sau mình mới thu về, nhưng mà mình xuất hóa đơn rồi thì kế toán ghi nhận doanh thu 100 triệu là ghi vô 100 triệu, nhưng mà tiền mình có đồng nào chưa? Chưa, đúng không ạ? À? Thời điểm xuất hóa đơn kế toán ghi nhận doanh thu 100 triệu nhưng mà tiền mình không có đồng nào hết. Rồi cũng ngày hôm đó mình chi mua một cái máy tính, do nhân viên, cái máy tính của nhân viên nó hư, mình chi ra 20 triệu, 10 triệu thôi, mình chi ra 10 triệu mình mua cái máy tính đi, thì kế toán ghi nhận chi phí. Mình mua xong mình có hóa đơn mang về đúng không ạ? À? Thì có hóa đơn mang chi tiền mang về thì mình có chi phí là 10, 12 triệu đi. Thì thời điểm đó là mình đã bỏ ra 12 triệu mình mua cái máy tính rồi đúng không ạ? Mình thanh toán cho cửa hàng, ví dụ thanh toán cho Thế Giới Di Động chẳng hạn đi. Rồi. Nhưng mà đối với kế toán á, cái máy tính đó người ta phân bổ cái chi phí đó, nguyên tắc là người ta sẽ phân bổ ra, ví dụ trong vòng cái máy tính đó người ta tính là khấu hao, người ta sử dụng trong vòng 1 năm nó sẽ hư. Thì người ta sẽ chia ra 12 triệu đó cho 12 tháng. Thì mỗi một tháng á, cái chi phí của cái máy tính đó người ta ghi nhận vào nó chỉ có 1 triệu thôi, đúng không ạ? À? Vậy thì doanh thu hồi nãy của mình đó là 100, họ lấy 10 triệu đi cho nó nhỏ xuống chút nha. Ví dụ doanh thu của mình xuất hóa đơn cho khách hàng 10 triệu là mình có doanh thu 10 triệu rồi. Kế toán phân bổ tiền chi của cái máy tính 1 triệu, đúng không ạ? À? Duy cho là tất cả các chi phí khác không có, thì có phải là doanh thu trừ chi phí mình còn 9 triệu đúng không các anh chị? Đúng không? Nhưng mà cái dòng tiền của mình ngày hôm đó đó, thu mình không có đồng nào, mà chi mình chi tới 12 triệu, thì có phải là dòng tiền mình bị âm 12 triệu không? Thì đây là hai khái niệm rất là cơ bản mà các anh chị chủ doanh nghiệp hoặc là CEO cần phải nắm. Sự khác nhau giữa lợi nhuận và dòng tiền. Mà đặc biệt là các anh chị mà bên xây dựng nè, hay là những ngành nghề mà có công nợ đó, thì cái độ lệch giữa lợi nhuận và dòng tiền nó lại cực kỳ lớn. Có những doanh nghiệp xây dựng làm rất là lời nhưng mà sau đó tuyên bố phá sản, tại vì dòng tiền về không kịp để xoay sở tất cả mọi thứ đó. Các anh chị hình dung khái niệm chỗ này nha. Thật ra nhiều khi là mình có lợi nhuận đó nhưng mà dòng tiền của mình nó âm kinh khủng luôn, và mình phải vay nợ đắp đầu này đắp đầu kia suốt cả ngày, và mình phải xoay điên cuồng trong cái đống nợ đó, là do mình không kiểm soát được cái tiền nó về nó kịp với cái tiền chi ra. Thì đây là những cái khái niệm cực kỳ quan trọng mà các anh chị chủ doanh nghiệp CEO cần phải nắm nha. Các anh chị nào xuất thân từ kế toán tài chính rồi thì gì không nói, còn mình từ kỹ thuật mình phải nắm rất là rõ. Thành ra kế toán báo có lời có lời có lời thì phải hỏi kỹ lại là có lời nhưng mà có tiền không em, chứ không thôi dài bữa kế toán lại bảo là anh ơi chi giùm em 50 triệu để em trả lương cho nhân viên, là chết mình luôn. Rồi thì đó là cái ý đầu tiên. Thì đây là cái mà Duy tổng kết được trong cái phạm vi trải nghiệm của mình các anh chị nha, chứ không có dám nói tất cả. Là trong cái khảo sát phạm vi trải nghiệm của Duy đó, thì Duy thấy là 80% các công ty chết vì dòng tiền chứ không phải vì lợi nhuận hay thị trường. Thị trường có thể khó khăn nhưng mà cũng chưa đến nỗi chết, sống lay lắt. Lợi nhuận có, lợi nhuận giảm cũng được nhưng mà cũng sống được, nhưng mà dòng tiền mà cạn kiệt thì là chết, không sống nổi nữa. Nên các anh chị thấy có nhiều công ty là báo lỗ triền miên đúng không ạ? À? Nhưng mà vẫn sống phơi phới ra đó. Rồi có những công ty người ta có bảo là thị trường cạnh tranh lắm, cạnh tranh lắm, nhưng mà người ta vẫn sống sờ sờ ra đó. Còn mình thì thị trường thuận lợi, lợi nhuận đổ về đều đặn, nhưng mà mình là chết, là vì cái dòng tiền của mình xoay không kịp đó. Mà đặc biệt là như thấy các anh chị bên ngành F&B á, nhà hàng á, đặc biệt là các anh chị mở nhà hàng á, spa rồi đó, là người ta có cái câu gọi là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa, là vì dòng tiền đứt gãy hết, không không xoay sở nổi nữa. Thì đó là cái câu đúc kết cái trong cái kinh nghiệm của Duy đúc kết được các anh chị nha. Rồi, thì cho Duy hỏi một cái câu nhỏ nhỏ là chúng ta hôm nay chúng ta tham dự một cái workshop về quản lý dòng tiền đúng không ạ? À? Thì cái chữ quản lý dòng tiền nó sẽ rất là chung chung. Thì bây giờ các anh chị có thể dành khoảng 30 giây mình gõ xuống giúp Duy là
mình gặp cái vấn đề gì trong cái quản lý dòng tiền. Quản lý dòng tiền nó sẽ rất là lớn luôn à, nó giống như quản trị nhân sự gì đó, nó to lắm. Vậy thì các anh chị mình gặp cái vấn đề gì nó nhỏ bé hơn, nó cụ thể hơn trong đây, thì các anh chị có thể dành 30 giây gõ lên giúp Duy nha, mình kẹt cái chỗ nào, mình vướng cái chỗ nào. Ở đây các anh chị mình ghi là như mình vướng công nợ, chôn vốn nhiều trong kho, chưa thực sự giỏi đọc báo cáo tài chính, không thấy tiền mặt, cũng công nợ, hoạch định dòng tiền trong tương lai để có cần chi sát sao hơn, lúc nào cũng lo về tiền, câu hỏi công nợ, nợ khó đòi, câu hỏi công nợ, cái chi phí cần đó tiền vào tiền ra, câu hỏi công nợ nói xấu. Dạ rồi, cảm ơn các anh chị nha. Ở đây Duy thấy mình vấn đề công nợ mình cũng 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 nhiều anh chị ha. Dạ rồi, ok, cảm ơn ý kiến các anh chị nhiều nha, để Duy đọc để Duy biết mình đang bị những vấn đề gì. Rồi, thì đây là cái thống kê của Duy trong quá trình mình làm việc với các doanh nghiệp á, thì 10 cái lỗi hay là cái sai lầm hay là cái thiếu sót gì cũng được, thì Duy đặt chung cái chữ sai lầm đi, nghe cho nó hoành tráng ha, là 10 sai lầm trong quản lý kiểm soát dòng tiền. Thì các anh chị mình xem sơ qua một lượt, mình vướng cái mục nào thì mình gõ xuống giúp Duy. Ví dụ vướng một số 1, số 3 thì gõ số 1, số 3. Ai vướng số 5, số 6 gõ số 5, số 6. Còn ai vướng cả 10 cái thì gõ 10 cái luôn. Ở đây có số các anh chị nha, mình chỉ cần gõ số vô được rồi. Mình đọc qua xong mình xem mình vướng cái chỗ nào, mình vướng con số nào, mình gõ con số đó xuống thôi. Có bạn Khuynh Nguyễn đủ cả 10. 10 luôn. Số 2. 10 luôn. Bảy chín chín không chi trả lương cho mình, lấy tiền công ty cho được cá nhân. Vâng. Rồi, trừ 169 là còn 7 cái, trừ 169 là rồi, trừ số 9 và 4, 9 4 rồi số 8 không sao có tài chính rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến của các anh chị nha. Dạ, trừ số 9 và số 8, còn những số còn lại là dính hết. Anh Lê Viết Hùng cả 10 số luôn, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các anh chị nha. Thì cái phần này đợt đó gì có chia sẻ trong một cái cộng đồng doanh nhân á, cũng khoảng 60-70 anh chị đó, thì vui lắm, hơn phân nửa trong đó giơ tay là vướng hết cả 10 cái điểm này đó. Tự nhiên cái hội trường nó có cái không khí rất là vui. Rồi thì mình lưu ý nha, đây là dĩ nhiên có thể đâu đó nó sẽ còn cái 11, cái 12 nữa, nhưng mà ở đây thì ở đây là mình có doanh nghiệp rồi, nên đây là 10 cái dành cho doanh nghiệp nha.
Còn mấy mấy bạn mà khởi nghiệp đó, nó còn vướng một cái còn kinh khủng của dân khởi nghiệp nữa. Nhưng mà ở đây thì mình có doanh nghiệp hết rồi thì vì sao không có liệt kê cái vướng dành cho mấy bạn khởi nghiệp, mấy bạn mà mới ra kinh doanh, mới ra đầu tư đó, thì nó vướng một cái mà nó khiến cho người là nhiều khi dẹp tiệm sớm luôn. Thì có anh chị nào muốn nghe cái ý số 11 dành cho các bạn khởi nghiệp không? Anh chị nào muốn nghe gọi chị có giúp gì thì gì sẵn gì nói luôn. Tại mình đây là mình có doanh nghiệp rồi nên gì không biết là nói nó có hợp hay không. Có. À dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn. À các chị quan tâm cũng nhiều quá ha. Dạ rồi. Mới à Thái Xuân Biên mới khởi nghiệp. À. Dạ. Kể đây các anh chị, thường á, khi mà chúng ta mới ra kinh doanh á, chúng ta mới ra khởi nghiệp á, à, như lấy một cái ví dụ đi ha, lấy cái ví dụ cho dễ hình dung để từ đó nó làm cái hình mẫu cho những trường hợp khác. Thường thì mình ra kinh doanh là ví dụ như mình còn có cái văn phòng đúng không ạ, à? Mình đầu tư xây văn phòng, hoặc là anh chị nào mình làm dịch vụ á, thì mình ví dụ nhà hàng uống đi thì mình cũng thuê mặt bằng mình đầu tư. Cái chết là chỗ này nè, ví dụ mình có cái vốn để mình ra kinh doanh là 1 tỷ thì cái chi phí đầu tư ban đầu của mình á nó chỉ chiếm khoảng 20 đến 30% thôi, và cái chi phí để mình duy trì cho 6 tháng tiếp theo á nó chiếm khoảng 70 đến 80%. Nhưng mà đa số chúng ta ra kinh doanh á, chúng ta nghĩ rất là màu hồng, mở ra cái bán có tiền liền. À, các anh chị hình dung à, trời, bán hàng dễ lắm, mở ra là có khách hàng ngay lập tức thôi. Thành ra chúng ta dồn đến 60-70% cho đầu tư. Tại vì sao? Người này bảo là mở rồi mở cho đáng luôn, nhìn cho nó hoành tráng, nhìn cho nó sang. Nó mình làm thương hiệu mình làm sang mà, mình phải đầu tư thương hiệu, mình đầu tư mặt bằng, mình đầu tư đội ngũ nhân sự, mình đầu tư cơ sở vật chất. Cuối cùng á, cái tiền để mình duy trì vận hành á, nó còn lại được có 2-3 tháng. Mà ngặt một nỗi khi mở ra đó, doanh thu nó về liền không nói, nhiều khi á, tới tháng thứ tư tiền nó mới về, thì tháng thứ ba chúng ta đã cạn tiền rồi, thì có phải là tháng thứ ba là chúng ta đã khai phá sản không? Tức là Duy hay nói cái từ là chết trước khi thành công, là tháng thứ tư tiền nó mới về mà tháng thứ ba mình đã cạn tiền rồi. Thay vì cái tiền đó mình để mình duy trì mình sống tới tháng thứ sáu thì tháng thứ tư tiền nó về là mình đã sống được rồi. Còn đằng này là mình đầu tư quá lố, mình dành quá hơn 60-70% tổng cái quỹ mình có mình ra khởi nghiệp để mình đầu tư cho cái ban đầu mà mình không để dành để vận hành. Nên hồi nãy gì có nói đó, nhiều nhiều nơi đó là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa là chỗ đó. Và khi cái chi phí vận cái tiền dùng để vận hành nó cạn kiệt á, là cái đầu óc chúng ta bắt đầu bị quay cuồng trong cái việc là gì, tiền đâu tiền đâu tiền đâu, và chúng ta làm bất chấp, chúng ta làm đủ thứ trên đời hết, bao nhiêu cái học được từ trường lớp là chúng ta dẹp hết qua bên luôn, miễn làm sao có tiền có tiền có tiền. Và chúng ta càng nghĩ như vậy thì chúng ta càng làm theo cái kiểu chụp giật, và chúng ta khó, và chúng ta quá nôn để có tiền, tại vì cạn tiền tới nơi rồi đó. Thì đa số là càng nôn nóng càng làm, bắt đầu chạy quảng cáo đi, marketing lên, đầu tư cho đội sale nhiều vô thì nó còn đi còn nhanh nữa. Nó thì đó là cái lỗi chết người của các bạn khởi nghiệp, hoặc là của các anh chị mà chúng ta đang khởi nghiệp. Dạ. Thì đó là Duy chia sẻ thêm cái 11 nha. Rồi. Bây giờ một câu hỏi quan trọng là trong công ty ai là người có trách nhiệm quản lý dòng tiền? Các anh chị có thể dành 30 giây, các anh chị có thể gõ xuống giúp Duy được không? Trong công ty ai là người có trách nhiệm quản lý dòng tiền? CEO, kế toán trưởng, CFO, kế toán. À. Dạ rồi. Rồi.
Thì đa số là chúng ta CEO, giám đốc tài chính, CFO, kế toán trưởng hoặc là kế toán tổng hợp gì đó đúng không ạ? Ở đây thì thấy có một bạn tên Thanh Tâm có ghi là phân bổ cho các phòng ban. Rồi, ở đây á, khi mà chúng ta xây dựng cơ cấu tổ chức á, các anh chị mình di dùng cái từ trách nhiệm nha. Nhiệm vụ và trách nhiệm, hai cái mình phải làm rõ ra nha. Ví dụ như công ty mình nhỏ nhỏ, mình không có giám đốc tài chính đi, thì mình có thể có kế toán tổng hợp là kế toán trưởng. Thì cái công việc của cái người kế toán trưởng á là họ quản lý dòng tiền, đúng không ạ? Rồi cái nhiệm vụ của họ đó, cái nhiệm vụ của họ là họ phải quản lý được dòng tiền. Và cái trách nhiệm, họ cũng có trách nhiệm luôn đúng không ạ? Họ cũng có trách nhiệm và họ có nhiệm vụ để quản lý dòng tiền. Nhưng mà cái dùng cái chữ trách nhiệm ở đây á, mình phải hiểu là chúng ta cần phải, cái này thì nó liên quan tới ngôn ngữ Google, không phải gọi là từ điển tiếng Việt các anh chị nha. Mình phải làm rất là rõ giữa thế nào là nhiệm vụ mà thế nào là trách nhiệm. Nhiệm vụ của một người kế toán trưởng là gì và trách nhiệm của một người kế toán trưởng là gì. Vậy thì quay lại đây á, trách nhiệm quản lý dòng tiền, nếu như cái trách nhiệm này nó chỉ rơi vào trên vai của ông CEO, của kế toán trưởng hay là của giám đốc tài chính á, thì chỉ có hai hoặc ba người trong cả một công ty to đùng như thế này gánh vác cái trách nhiệm quản lý dòng tiền, thì mọi người thấy nó có nặng nề quá không? Đó. Ở đây mình phải có một cái tư duy mới là trách nhiệm theo cái nghĩa mà mình hiểu theo kiểu ngôn ngữ bà ngoại á, là cái tinh thần đạo đức vì tập thể chung, bảo vệ lợi ích của nhau, và cho dù có gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ ở lại chiến đấu tới cuối cùng, hơi thở cuối cùng đó, trách nhiệm. Còn tôi làm xong rồi tôi gỡ báo cáo, còn báo cáo nó đọc có được hay không, có sai sót gì hay không tôi cũng quan tâm, thế là không có trách nhiệm. Gửi báo cáo xong rồi bên kia xem người ta có thắc mắc gì hay không, người ta có vướng gì hay không, trả lời cho người ta hiểu tường tận hết mọi thứ thì mới gọi là một cái trách nhiệm. Như thế ở đây á, trách nhiệm quản lý dòng tiền là máu của doanh nghiệp, thì trách nhiệm quản lý dòng tiền phải là trách nhiệm của toàn thể nhân viên công ty, ai cũng phải có cái trách nhiệm quản lý dòng tiền cả. Chứ không, còn cái ông kế toán trưởng hay là ông CFO hay là ông CEO gì đó là cái trách nhiệm cuối cùng của ông, trách nhiệm cuối cùng sẽ đặt lên vai của người đó để người đó ra quyết định. Còn trách nhiệm quản lý là của tất cả mọi người, ông kế toán trưởng, ông CFO quản lý tiền cho cố vô, nhưng mà cái ông marketing ông xài tiền, ông không có cái tư duy, ông không có trách nhiệm về tiền của công ty, ông chỉ biết đặt ra vậy tôi xài như vậy, ông không có một cái lương tâm, ông không có một cái tinh thần xót tiền dùm cho công ty thì ông chỉ xài thôi đúng không ạ? Thành ra là kia ở đây là chúng ta cần phải đảm bảo cho tất cả nhân sự của mình đều có chung tư duy và dòng tiền đó. Ví dụ như bạn lãng phí tiền điện, vậy thì nhân viên bán hàng họ phải bán bao nhiêu sản phẩm, rồi cái tiền lời từ cái sản phẩm đó đó nó cấn trừ qua cái tiền điện này thì lãng phí bao nhiêu tiền điện đó, thì cái người nhân viên sale họ phải bán bao nhiêu sản phẩm để họ mới bù trừ vào được. Thì khi đó cả hai bên đều có ý thức chung với nhau đó. Hoặc là bạn xài máy móc đồ trong kho bạn không bảo quản tốt đó, thì nó gây lãng phí như thế nào, và cái lãng phí đó cái đội sale hay cái đội marketing họ phải chiến đấu, họ phải nỗ lực vất vả cỡ nào mới có được cái tiền đó để mang về bù đắp cho cái sự lãng phí này đó. Và ai có những cái ý kiến, ý tưởng để mà giúp tiết giảm chi phí, giúp cải thiện cái dòng tiền thì mình phải có sự khen thưởng đó. Thì khi đó cả cái tập thể á mới có cùng chung một cái tư duy. Ví dụ nhân sự mà không có tư duy về dòng tiền á, họ chỉ biết tuyển người thôi, chứ họ cũng không quan tâm là người đó có hợp hay không hợp. Cái mức độ quan tâm họ rất là thấp. Và chúng ta biết rồi, tuyển một nhân sự không phù hợp thì mình sẽ tốn rất nhiều tiền cho những cái sự vụ phía sau.
một tháng lương, 2 tháng lương, 3 tháng lương chẳng hạn đó, rồi mình phải mua sắm đủ thứ cho họ. Vậy thì một người nhân sự mà họ hiểu được cái tư duy về dòng tiền thì tự họ đã kiểm soát được rồi, thì cái lúc đó đó cái trách nhiệm của người kế toán trưởng hay của CFO, của CEO đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng, còn không thôi là cứ gì cũng dồn hết lên trên hết đó. Thì đây là những cái tư duy mà các anh chị mình là chủ doanh nghiệp, mình là CEO, mình phải nắm. Chứ nếu các anh chị là kế toán hay kế toán trưởng gì không có nói mấy cái này đâu. Đó. Rồi. Thì chúng ta đã, vậy chúng ta đi đi qua cái phần đầu là mình chỉ tóm lại ha, là mình tìm hiểu sự khác nhau giữa lợi nhuận với dòng tiền, đúng không ạ? Một cách ngôn ngữ bà ngoại nhất. Rồi mình cũng nắm được 10 cái nguyên nhân nó khiến cho cái dòng tiền của mình nó bị gọi là nó gây ra vấn đề trong cái quản lý dòng tiền của mình. Và cái nội dung thứ ba là cái tư duy và trách nhiệm quản lý dòng tiền. Hồi nãy có một bạn ghi lên như thế rất là hay, là bạn thực trạng trạng thức thức trạng gì đây, là bạn ghi là từ chuyên môn kế toán chuyển hóa ra thành văn hóa doanh nghiệp. Cái quản lý dòng tiền có thể mình chuyển thành một cái văn hóa của doanh nghiệp là văn hóa quản lý tiền. Nghe có vẻ nó hơi lạ lạ. Xưa giờ mình là văn hóa chính trực, văn hóa từ tâm hay là văn hóa tử tế gì đó. Bây giờ mình thực dụng hơn một chút là văn hóa quản lý dòng tiền. Họp hành cũng nói về tiền, xử lý mọi thứ đều quy về tiền. Thì khi đó cả công ty của mình đều kiểm soát được tiền. Đó. Thì tiền nó không chạy lọt đâu được hết khi mà nó thành văn hóa rồi. Thì rất là cảm ơn cái từ khóa của bạn, thực trạng thực trạng. Dạ được. Thì đó là ba cái nội dung. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Các chị mình sẵn sàng đi tiếp, mình gõ số 7 giúp Duy nha. Để mình đi tiếp nào. Dạ rồi, ok các anh chị. Thì nội dung tiếp theo là phần cũng là phần quan trọng nhất, là mình quy trình mình quản lý dòng tiền. Mình quản lý dòng tiền không phải là bữa nay tiền thu vô nhiêu, tiền chi ra nhiêu, còn tồn lại nhiêu, rồi công nợ còn nằm chỗ nào. Nếu như quản lý kiểu đó là quản lý kiểu của kế toán, của ông CFO, các chị hình dung không ạ? Chị nói lại nha, trước giờ dù mình nghe thôi là quản lý tiền, nếu mà trong đầu mình có cái suy nghĩ là quản lý tiền là phải coi tiền bữa bữa nay chi nhiêu, sắp tới chi nhiêu, tiền ngân hàng nhiêu, tiền mặt nhiêu, rồi tiền thu vô nhiêu, rồi ai trả đủ ai trả thiếu nhiêu, thì nếu mình có cái suy nghĩ đó trong đầu á, thì đó là cái mindset của người làm kế toán, của người làm tài chính đơn thuần, chưa phải là mindset quản lý dòng tiền của ông CEO, CEO. Rồi thì ở đây có anh chị nào mà mình có cái suy nghĩ là quản lý dòng tiền giống như nãy giờ Duy nói, gọi số 8 thử, gọi số 8 giúp Duy. Có anh chị nào mình nghĩ là quản lý dòng tiền là tiền vô nhiêu, tiền ra nhiêu, còn lại nhiêu, và nó đang nằm ở đâu? Nếu anh chị nào mà nghĩ như vậy gọi số 8 giúp Duy. Rồi ok, cảm ơn các anh chị. Thì cái đó là mình nằm ở bước số 5 á, bước số 5 á, kiểm soát dòng tiền thu chi. Còn bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 mình không có làm, nên dẫn đến cái bước 5 mình rối, và mình gần như mình giao phó hết cho kế toán hoặc cho CFO. Gặp cái người kế toán hoặc CFO người ta có tâm, người ta làm tốt thì mình đỡ nha. Gặp cái người mà họ không có tâm, họ làm không tốt á, họ quậy là banh cái doanh nghiệp của mình luôn. Các anh chị hình dung, mà có thực tế có rất nhiều trường hợp rồi là CFO về làm và làm toang hoang cái doanh nghiệp luôn đó. Rồi thì mình ở đây mình có 5 bước nha. Ở đây là cái quy trình mà Duy đúc kết ra trong quá trình mình đi làm. Thì dĩ nhiên ban đầu cũng không có phải là có đầy đủ như thế này đâu các anh chị, cũng đi rồi cũng gặp rồi cũng trải nghiệm rồi cũng đúc kết này kia đó, và nó ra thành 5 cái bước như thế này. Thì mình sẽ đi vào cái bước đầu tiên là
mình phải nắm rõ mô hình kinh doanh. À, cái này thì chắc các anh chị, Duy nghĩ chắc các anh chị mình rành lắm rồi đúng không ạ? Mô hình kinh doanh nè, business model canvas. Các anh chị nào mình đã từng từng nghe qua, từng tiếp xúc, từng làm cái mô hình kinh doanh này, các anh chị gõ số 9 giúp Duy. Dạ rồi, ok. Dạ cũng có nhiều anh chị mình từng tiếp xúc qua rồi ha. Dạ, phải làm đầu tiên khi lập doanh nghiệp rồi. Ok, dạ. Thì ở đây á, này chị thấy cũng cũng ít anh chị quá ha, cũng không có nhiều anh chị biết qua cái mô hình này. Rồi thì có gì mình lên Google sau ngày hôm nay mình gõ thêm nha. Thì ở đây nó có tổng cộng là 9 ô, còn thực tế có thể nó có 10 ô, 11, 12 ô, không ai cấm mình. Chẳng qua ở đây là người ta tổng hợp lên trên một trang giấy để cho con mắt của mình nó dễ nhìn hơn. Giữa cái việc mình nhìn trên một trang giấy với là cái việc mình nhìn trên hai trang giấy, thì cái sự tập trung của mình lên một trang giấy nó vẫn ok hơn. Và do trang giấy nó nhỏ quá nên nhiều khi người ta có 9 mục này thôi. Trang giấy mình bự hơn, mình quốc mình làm thành 10 mục, 15 mục, không ai nói gì mình cả. À, nhưng mà trong đây nó sẽ có hai cái từ mà liên quan tới chúng ta là cost structure và cấu trúc chi phí. Thứ hai là revenue stream, là dòng doanh thu. À, các chị hình dung nha, dòng doanh thu và cấu trúc chi phí. Chứ không ai nói dòng chi phí hết trơn, mà không ai gọi là cấu trúc doanh thu, mà gọi là dòng doanh thu, dòng thu của mình đó. Rồi vậy thì ở đây cho Duy hỏi là cái dòng thu, cái nguồn thu, gọi là cái nguồn thu các anh chị, nguồn thu thì mình hình dung là các anh chị ở miền Bắc đó, thì mình có sông Hồng đúng không ạ? Các anh chị nào ở miền Nam thì có sông sông Mê Công, sông Cửu Long. Thì hai cái dòng đó, cái nguồn đó, nó đều bắt đầu từ bên phía Trung Quốc đúng không ạ? À, thì doanh thu mới có cái nguồn. Vậy thì mình cần phải xem cái nguồn thu của mình đó, nó như thế nào. À, các anh chị hình dung chưa ạ? Mình phải xem cái nguồn thu của mình đó, nó như thế nào. Thì đây là bốn cái tiêu chí để mình đánh giá nguồn thu của mình. Thứ nhất là cái nguồn thu của mình nó đến từ ai, rồi cái nguồn thu nó có đều hay không. Cái đều rất là quan trọng các anh chị nha. Mình hình dung nè, sông của mình á, mà bây giờ phía phía thượng nguồn á, ông Trung Quốc nè, ông Myanmar nè, ông Lào nè, ông xây đập thủy điện càng ngày ông càng càng xây nhiều, thì cái nguồn nước của mình đó nó còn đều như hồi xưa không các anh chị? Chắc chắn là không. Và cái nguồn đó nó có lúc làm sao hạn hán thì nó không còn miếng gì hết, và chứng tỏ được rồi là anh chị ở miền Bắc là mình thấy rồi đó, là nước về các hồ chứa nước thủy điện không kịp, nó dẫn đến là thiếu điện trầm trọng trong trong mấy 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 đợt ở miền Bắc. Hoặc là nhiều khi nước về nhiều quá, cái nguồn ở trên họ xả xuống thì dưới hạ nguồn của mình là tràn hết đó. Nên cái nguồn doanh thu của mình nó đều hay không đều rất là quan trọng nha. Mình kinh doanh mà 3 4 tháng nguồn thu mới về một lần thì nguồn thu đó là không có đều đó. Rồi mình có một hay nhiều nguồn, cái này cũng cực kỳ quan trọng nha. Vì cũng là quay lại cái dòng mà sông Mekong, sông Hồng đi, mình chỉ có một nguồn duy nhất là từ ông Trung Quốc thôi. Ông cắt cái nguồn đó là mình chết liền, mình sống không nổi. Và ông có thể lấy cái nguồn đó để ông uy hiếp mọi thứ đối với mình. À, vậy thì mình thấy cái sự rủi ro của một nguồn doanh thu không? Đó. Nếu như thu của mình có một nguồn, lỡ cái nguồn đó có vấn đề, các anh chị mình làm chủ doanh nghiệp hoặc là CEO, mình phải luôn luôn đặt những câu hỏi như thế này nè. Doanh nghiệp của mình có mấy nguồn thu? Có, nếu mà có một nguồn, giả sử bây giờ nó không có vấn đề gì,
Nhưng mà liệu một ngày đẹp giàu trong tương lai cái nguồn này nó có vấn đề thì liệu mình sống nổi hay không? Và lúc đó mình sẽ làm gì? Chứ không phải đợi tới lúc đó mới ngồi tính nha, nhiều khi là quá muộn. Mà mình luôn luôn phải ngồi, lúc ngày nào mình cũng phải ngồi mình suy ngẫm, lỡ mà cái nguồn của mình nó có trục trặc thì còn cái nguồn nào khác để thế vô hay không. Đó. Rồi. Và cái thứ tư là cái nguồn, cái thu, cái doanh thu của mình nó có công nợ hay không á. Thì giống như lúc nãy cũng có nhiều anh chị mình ghi vấn đề là mình vướng vấn đề là công nợ. Vậy thì nếu như cái kinh doanh của mình mà nó có công nợ và công nợ này nó chiếm tỷ trọng tương đối cao, ví dụ là 50-50 hoặc là 60-40 chẳng hạn, tỷ trọng công nợ tương đối cao, thì mình phải có một cái sự đầu tư nhất định cho những cái người mà chuyên về công nợ. Chứ còn đằng này mô hình của mình công nợ rất là nhiều, mà công nợ thì tối ngày giao cho sale đi đòi hoặc là giao cho kế toán đi đòi công nợ, rồi hai người đó nhiều khi nhớ thì đòi, không nhớ thì thôi, cái công nợ nó dồn lên một cục 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 như thế này. Và cái đợt Covid vừa rồi rất nhiều doanh nghiệp phá sản vì không thu hồi được công nợ. Tại vì lúc đó khách hàng người ta chiếm dụng luôn, người ta không trả luôn, mình làm gì người ta. Đó. Các chị hình dung mà. Và chúng ta, và do là chúng ta sử dụng tiền gói đầu, nghĩa là đơn hàng tiếp theo cũng có tiền mang về, đơn hàng tiếp theo cũng có tiền mang về, nên chúng ta xài cái tiền gói đầu đó và chúng ta nghĩ là chúng ta có tiền, dẫn đến là chúng ta lơ là cái vấn đề công nợ. Nên nếu cái mô hình của mình ngay từ đầu mình xác định là cái doanh thu của mình có công nợ và tỷ trọng công nợ nhiều nha, thì mình phải đặc biệt chú tâm đến cái nhân sự hoặc là cái chiến lược hoặc là cái quy trình, cái chính sách để mình thu hồi công nợ cho thật là xuất sắc, chứ không thôi tới lúc vỡ trận là mình thua liền. Dạ rồi. Kế toán công nợ là người ghi nhận công nợ, người theo dõi công nợ. Còn ở đây là cái người biết quản lý công nợ, biết kiểm soát công nợ và có cái chiến lược thu hồi công nợ. Hai cái hoàn toàn khác nhau các anh chị nha. Còn kế toán công nợ chỉ là ghi nhận công nợ đơn hàng này nhiều, hợp đồng này nhiều, rồi cuối tháng tổng số công nợ là nhiều, chấm hết. Còn đây là mình phải đầu tư nguồn lực của mình vào công nợ nha. Dạ rồi. Thì ở đây Duy lấy một cái ví dụ của cái công ty du học này để nó trả lời cho cái câu hỏi là doanh thu đến từ ai. Cái này cũng rất là quan trọng nha. Nhiều khi mình trả lời được câu hỏi này xong cái mình mở ra một cái chân trời mới cho doanh nghiệp của mình á. Thì đây là công ty về du học. Cái người sáng lập là người Iran hay Iraq thì Duy không nhớ, Duy không có nhớ lắm. Và họ qua bên Mỹ, họ mở du học bên Mỹ. Thì thông thường á, theo các anh chị nghĩ công ty du học thì khách hàng mà trả tiền cho họ là đối tượng nào? Các anh chị có thể gõ xuống giúp Duy được không? Đây là công ty về du học, tư vấn du học nha. Vậy thì cái đối tượng mà trả tiền cho họ đó, có nghĩa là mình thu tiền từ đối tượng nào đó, các anh chị có thể gõ xuống giúp Duy được. À, phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh, ba mẹ, ba cha mẹ của du học sinh, cha mẹ du học sinh. Người đứng gọi là bố mẹ du học sinh, phụ huynh học sinh, sinh viên, người tuyển dụng, phụ huynh, cha mẹ, phụ huynh. Rồi, phụ huynh. Dạ rồi. Thì tụ chung đâu đó sẽ là phụ huynh hoặc là mấy bạn du học sinh, đúng không ạ? À? Thì theo cái thông thường của mình là như vậy. Rồi. Cô học sinh nhập cảnh trái phép mà. Là sao không hiểu chỗ này, bạn Đặng Văn Vũ nhập cảnh trái phép rồi như thế này, thì công ty này nó không làm vậy. À, bây giờ các anh chị hình dung cái hệ sinh thái của họ nha. Du học sinh qua bên Mỹ thì sẽ phải thi vào các trường đại học ở bên Mỹ, đúng không ạ? À? Rồi cũng phải tìm việc làm, cũng phải thuê nhà trọ, đúng không ạ? À? Rồi cũng phải nhiều khi là đến các cái trung tâm dạy tiếng Anh để nâng cao tiếng Anh, để đủ cái điểm thi SAT hay là thi cái gì gì đó để vô nhập học chẳng hạn. Đó. Rồi mấy bạn này
muốn qua Mỹ đi thì cũng phải bay qua Mỹ chứ đâu có đi bộ qua được đúng không ạ? À? Thì họ không thu tiền từ du học sinh cũng như phụ huynh, mà cái nguồn thu của họ là họ thu từ các cái đối tác của họ. Ví dụ họ giới thiệu du học sinh tới cái nhà trọ đó để thuê, thì cái chủ nhà trọ sẽ trả tiền hoa hồng cho họ, mà không phải trả một cục mà trả theo kiểu là dòng tiền mỗi tháng đó. Rồi họ giới thiệu du học sinh tới làm việc ở một cái quán ăn nào đó đi, thì họ cũng thu được hoa hồng mà chủ nhà hàng trả cho họ mỗi tháng. Rồi du học sinh đậu vào các trường đại học của Mỹ đi, thì họ cũng sẽ được hoa hồng từ các trường đại học của Mỹ trả cho họ, rồi họ thu phí hoa hồng từ các hãng máy bay trả cho họ. À, thành ra ở đây mình từ đó đó nó sẽ phát sinh ra một cái khái niệm mình cần phải làm rõ là vậy thì khách hàng của mình là ai. Ở đây du học sinh là người thụ hưởng dịch vụ, nhưng mà họ không phải là người trả tiền, mà người trả tiền cho công ty này lại là những đối tác mà sử dụng cái du học sinh này. Các anh chị hình dung chưa? Vậy thì mấy cái đối tác đó, họ trả tiền cho mình đó, vậy thì họ là khách hàng của mình hay là hay họ là đối tác của mình? Các anh chị hình dung chưa? À, thì cái ví dụ này Duy nêu ra để cho chúng ta hình dung được một điều là khách hàng của mình là ai? Khách hàng của mình là người thụ hưởng, khách hàng của mình là người trả tiền, hay là khách hàng của mình là người ra quyết định? Chẳng hạn vậy. Đó. Thì nó cho chúng ta một cái suy nghĩ như vậy. À, và chúng ta sẽ chăm ai đây? Chúng ta nói là chúng ta chăm khách hàng, vậy thì khách hàng chúng ta là ai? Có phải chỉ đơn thuần là người trả tiền hay không? Đó. Mình xem lại xem là mình có bỏ quên cái khách hàng nào đó mà mình lơ là mình chưa có chăm sóc tốt hay không. À, chúng ta phải phải nhìn được yếu tố này nha. Rồi. Thì đó là chúng ta xét đến cái bốn bốn cái tiêu chí đánh giá của nguồn thu. Thì mình làm rõ bốn tiêu chí này rất là rõ, thì có nghĩa là mình nắm được cái nguồn, những cái nguồn nước của mình đó là mình nắm được trong tay rất là chắc, thì mình sẽ không quá bị lệ thuộc hay bị động. Còn mình không rõ cái này nè thì cái phần mà quản lý chi phí đồ phía sau nó chỉ là cái đuôi thôi. Cái nguồn mình không nắm được mà mình cứ nắm cái hạ nguồn không, thượng nguồn mình không nắm mà mình nắm hạ nguồn đó, thì mình có đâu làm được gì đâu, mình rất là bị động. Các chị hình dung nha, hạ nguồn để kế toán hay là ông CFO không, mấy ông nắm. Rồi thì từ cái nguồn này chúng ta sẽ có những cái cấu trúc doanh thu so với sản phẩm. Ví dụ đây là một cái cửa hàng chăm sóc xe hơi, thì họ có 5 cái dòng sản phẩm. Các anh chị nào đi xe hơi thì các anh chị biết vụ rửa xe, rồi thay lốp, rồi chống 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 rồi kính chống nắng, hay là khử mùi, hay là thay nệm, thay ga vậy đấy hả đi. Thì họ có 5 cái sản phẩm. Là và doanh thu tương ứng với 5 sản phẩm đó là đây. Thì cái dịch vụ chăm sóc xe hơi thì thường sẽ không có công nợ, tại vì thường người ta tới ta rửa xe xong người ta trả tiền liền luôn, chứ đi xe hơi mà trả lại mấy trăm ngàn đi thiếu nợ đúng không ạ? À? Thì thường cái mảng này là không có công nợ. Rồi thì chúng ta sẽ tính được là tỷ trọng. À, thì chúng ta xin nhìn ở đây chúng ta thấy là hai sản phẩm A và B nó chiếm tỷ trọng là 74%. Thì mình lấy nguyên tắc 80-20 á, là hai sản phẩm nhưng mà chiếm 80% doanh thu của tổng doanh thu của cả cửa hàng. Rồi và mình qua tới lợi nhuận thì mình thấy là ở bên doanh thu á, thì mặt hàng A chiếm tỷ trọng cao nhất là 51%, nhưng mà qua xét tới lợi nhuận á, thì mặt hàng B vượt lên đứng số 1 là 42%. À. Và nếu chúng ta xét tiếp tới cái tỷ lệ là lợi nhuận trên doanh thu á, thì cái ông E và D lại là cao nhất. Thì khi mình tính ra được cái này nè, nó sẽ cho mình biết được là vậy thì mình nên đầu tư vào đâu để mình có được cái nguồn tiền, cái dòng thu về nó nhiều hơn.
Nếu mình chỉ tập trung vào doanh thu, tỷ trọng doanh thu á, thì nó ồ ông A chiếm nhiều nhất, phải đẩy mạnh ông A thôi. Nhưng mà mình qua tới lợi nhuận, cái mình cần là lợi nhuận mà chứ không phải mình cần doanh thu. À, nhưng mà qua tới lợi nhuận thì à, ông B là ông chiếm tỷ lệ cao hơn, phải đẩy mạnh cho ông B đó, để thu được nhiều lợi nhuận hơn. À, còn ông D và ông E tỷ suất như thế này thì mình sẽ suy nghĩ làm sao mình đầu tư vô cho ông sao đó. Các anh chị hình dung kìa, thì mình không có những cái này nè, mình sẽ không biết được cái nguồn của mình nó mạnh chỗ nào, nó yếu chỗ nào mà mình đầu tư đó. Rồi cứ đặt mục tiêu doanh số tăng 10%, doanh số tăng 10%, mà trong đó biết tăng cái gì trong đó. Đó. Thì các anh chị, rồi đây là trường hợp mà chúng ta có vài sản phẩm các anh chị nha. Còn giả sử chúng ta chỉ có một sản phẩm thôi, thì có thể chúng ta sẽ có một cái cách phân loại khác giống như bên đây. Thì phân loại qua thành bốn loại khách hàng: Super VIP, VIP, Platinum, Standard gì đó ha, mình có bốn loại khách hàng. Thì doanh thu ông Super VIP cũng mang về cao nhất, à, và ông cũng chiếm tỷ trọng doanh số cao nhất rồi. À, nhưng mà qua cái số lượng khách hàng thì ông Super VIP chỉ có 7 người thôi, rồi ông Standard thì 80 người đó, và cái tỷ trọng khách hàng ông Standard đó và ông Platinum á, là chiếm 80% trong tổng số khách hàng của cả cửa hàng. Doanh thu thì hai ông Super VIP và VIP á, chiếm gần 80%, nhưng mà mặt số lượng khách hàng á, thì hai ông Platinum và Standard chiếm 80%. Vậy thì mình sẽ đầu tư vào đâu? Mình đầu tư để mình tăng cái đơn giá dành cho Platinum và Standard lên, hay là mình sẽ đầu tư để mình tăng Super VIP và VIP lên, thì nó cũng sẽ đưa cho mình những cái quyết định chiến lược khác nhau. Các anh chị hình dung không ạ? Thì mình không có những cái này, mình sẽ không biết đường đầu tư vào đâu, mình sẽ không quản được cái dòng, cái nguồn thu của mình nó đến từ ai, chiếm tỷ lệ như thế nào đó. Và mình đưa ra cảm tính, đưa ra toàn cảm tính không à, tôi thấy vậy đó, còn hỏi tới đây số má tới đâu thì không trả lời được đó. Thì những cái con số này nè, các anh chị không phải là người làm ra nó, mà các anh chị phải có tư duy, các anh chị hiểu, và các anh chị yêu cầu kế toán hay tài chính gì đó ra cho tôi mấy cái thông số như thế này để tôi phân tích, tôi tìm hiểu, tôi nói chuyện và tôi đưa ra quyết định sắp tới đó. Còn mình không có những cái này mình biết nói chuyện sao không? Thì đây là những cái cấu trúc, hai cái bảng này nó là cái cấu trúc về doanh thu theo sản phẩm và theo khách hàng đó. Và tiếp đến đó, là chúng ta quay lại cái mô hình là chúng ta có phần cấu trúc chi phí đúng không ạ? À? Thì chúng ta quay lại là chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, là chúng ta đến phần cấu trúc chi phí. Trong đây bao nhiêu anh chị mỗi tháng mình đều xem cái báo cáo kết quả kinh doanh của công ty thì gõ số 1 giúp Duy. Đều mỗi tháng nha. Ai mà xem báo cáo kết quả kinh doanh của công ty đều mỗi tháng gõ số 1 giúp Duy. Ai không xem gõ số 0 nha, cho có làm việc nha. Ai có thì gõ số 1, ai không gõ số 0. Đó, để xem tỷ lệ mình nào áp đảo hay không, có áp đảo rồi đó. Không 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 không. Rồi. Rồi thấy số 0 áp đảo rồi đó. Thường các anh chị xem hàng ngày, ô bạn nào xem hàng ngày quá tốt rồi. Thường á, công ty nhỏ đó chúng ta cũng có kế toán, nhưng mà như thấy đâu đó phần lớn thì kế toán chủ yếu là thu chi rồi báo cáo thuế đó là hết, thu vô nhiêu chi nhiêu đó.
rồi cuối quý báo cáo thuế, thuế doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân. Nhiều bản kế toán cũng không ra được cái bản này. Và nhiều công ty chúng ta thuê outsource, thuê dịch vụ kế toán thôi. Họ cũng chỉ kê khai thuế má này kia thôi. Họ cũng không ra được cái bản này. Mình cũng không có cái bản này. Đó. Thì không có đâu, đâu có xem được. Đúng không ạ? Nó nhiều nhiều anh nhiều cái cửa hàng mà rửa rửa xe lúc nãy á, chăm sóc xe hơi lúc nãy đó, là sản phẩm không tính được giá vốn của sản phẩm chính xác, nên dẫn đến là cứ tưởng là lợi nhuận nhiều nhưng mà khi tính chính xác lại á, thì toàn là lỗ, mà lại marketing ngay cái sản phẩm lỗ, thành là cả công ty cứ bù lỗ cho cái ông sản phẩm mà chạy marketing đó. Thì đây mình quay lại là khi chúng ta có được cái bảng này nè, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có giá vốn nè, chúng ta có chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính. Thì từng cái mục trong đây là cái gì á, thì có thể chúng ta sẽ xem thêm. Đó. Nhưng mà ít nhất là chúng ta có cái bảng này cái đã. À, anh chị nào chưa có về qua ngày hôm sau, nói kế toán làm ơn xúc dùng cho tôi cái bảng này của tháng 7 để tôi xem coi như thế nào. Nha. Tại bây giờ tháng 8 rồi, giờ 4 tháng 8 rồi. Thì mình có chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính đây. Rồi. Thì lúc đó mình mới tính ra cái cấu trúc của những cái chi phí này nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên cái doanh thu của mình. À, ví dụ như tháng 11, tháng 10, tháng 11, tháng 12 mình có kết quả này là quý 4 này ha, quý 3 lộn này quý 4 các anh chị nha, chị để nhầm quý 3. Thì mình có được các cái tỷ trọng này đúng không ạ? À, kế toán là người ra cái bảng này cho mình nha. Và lúc đó mình sẽ ngồng tính cái tỷ trọng. Đó thì cứ lấy ví dụ như lấy giá vốn chia cho doanh thu thì ra 79,1%. Đó, rồi lấy chi phí bán hàng chia cho doanh thu thì ra cái tỷ trọng là 8,2%. Thì đây gọi là cấu trúc chi phí trên doanh thu. Thì ở đây mình sẽ có là tháng 12. Đây các cái tỷ lệ như thế này. Vậy thì sắp tới nè. À, quý 1 năm sau nè, ví dụ ở đây thời điểm năm 2022, giả sử bây giờ là như mình có quý 2 đi, mình tính cho quý 3 đi ha. Vậy thì cái giá vốn á, tôi muốn đưa về 79%. Rồi, cái chi phí bán hàng á, tôi muốn đưa về 9% thôi. Chi phí quản lý doanh nghiệp tôi đưa về 5%. Chi phí tài chính tôi đưa về 3%. Thì từ cái lỗ này nè, thì theo cái cấu trúc này á, tôi sẽ có lợi nhuận sau thuế là 3,2%. Thì nếu như mình không có cái cấu trúc này để mình quy là ví dụ 9% chi phí bán hàng thì nó sẽ tương ứng với là 279 triệu. Có nghĩa là mình đặt ra mục tiêu doanh thu tháng 1 là 3 tỷ mốt thì trong đó chi phí bán hàng mình dành cho nó là 279 triệu. Vậy thì cái ông mà phụ trách bán hàng á, ông sử dụng làm sao không cần biết. Ông xài cái số tiền này để ông mang về được cái doanh số 3 tỷ mốt này. Còn nếu mình không tính cái này nè, mình đầu tư vào một một hồi á, nó sẽ vọt lên nhiều khi còn hơn con số 10,4% này nữa. Mà mình sẽ dẫn đến mình mất kiểm soát. Các anh chị nhìn nè, từ 3,8 xuống 2,9 xuống âm 0,8. Đó. Thì mình không kiểm soát được, thì mình phải có cái cấu trúc này để mình kiểm soát, mình ra được cái số tiền này mình giao cho cái ông bán hàng. Đó, rồi chi phí quản lý doanh nghiệp thì dù mình giao cho ông nhân sự để ông kiểm soát chi phí này chia như thế nào trong tháng đó phải có số này ứng với doanh số thế này, mình có tỷ lệ mà, giả sử doanh thu mang về thấp hơn thì chi phí chỗ này nó phải thấp hơn đó. Và ở đây nó sẽ đặt ra cho mình một bài toán, đó là gì, nếu xài hết số tiền này rồi mà doanh thu về không có tương ứng thì tính làm sao, hoặc là có bỏ thêm tiền để đạt được con số này hay không. Mình xài sắp hết 279 triệu rồi và mình thấy là nó chỉ mới có 2 tỷ 7, 2 tỷ 8 thôi. Vậy thì mình sẽ chấp nhận cái mức 2 tỷ 7, 2 tỷ 8 để mình bảo toàn cái cấu trúc chi phí này của mình là 279 triệu, hay là mình sẽ đổ thêm tiền để mình cố gắng vượt lên cho đạt được 3 tỷ mốt mục tiêu doanh số doanh thu. Đó. Thì nó sẽ đặt ra cho mình cái bài toán đó để mình tính. Còn không thôi là mình luôn ở thế bị động. Chuyện đã rồi mình mới xử lý. Thì lúc đó là mình không có quản lý kiểm soát gì được nữa đâu.
Và kế toán thì người ta cũng báo cho mình chuyện đó rồi, chứ làm gì người ta báo cho mình trước được là xử lý tình huống như thế nào. Và những cái tình huống này là mình phải là người suy ngẫm, tính toán và mình đưa ra những phương án. Lỡ như thế này thì sao? Lỡ như thế kia thì sao? Binh đường nào? Đó. Thì các anh chị mình phải lưu ý nha. Thì đây là cấu trúc về chi phí. Thì chỉ cần các anh chị mà làm tốt hai cái phần mà doanh thu và chi phí này thôi, là các anh chị cũng đã kiểm soát được nửa tiến độ rồi. Rồi. Thì khi đó các phòng ban, các bộ phận, cả kế toán, cả nhân sự, người ta nhìn vào những con số này nè, người ta phân bổ ra, ví dụ như chi phí bán hàng 200 yên cho làm tròn là 280 triệu đi, một tháng mình có 4 tuần, vậy thì một tuần là mấy ông xài, mấy ông bán hàng mấy ông sẽ được xài 70 triệu, đúng không ạ? Mà tuần đầu tiên á, xài tới, nếu mình không có cái bảng này nè, nhiều khi tuần đầu tiên thôi ổng đã xài lên tới 100 triệu rồi. Mà nhiều khi doanh số mang về ví dụ 3 tỷ mốt, ví dụ cho 3 tỷ 2, chia 4 tuần là 800 triệu đi, nhưng mà mang về mới có 500 triệu thôi đó. Mình không nắm được cái hàng tuần như vậy, mà tới cuối tháng đùng một cái tổng kết lại như vậy, bắt đầu ngồi họp mổ xẻ thì mổ xẻ chuyện đó rồi, không à, sẽ không có chủ động được các chị nha. Rồi thì đến đây có anh chị nào mình thắc mắc chỗ nào mình giơ tay mình hỏi nha, còn còn không có thì chúng ta sẽ đi tiếp. Vì nói lại nha, mình không có ngộ tính cái bản này nha, rất là nhiều anh chị CEO chủ doanh nghiệp đi học xong để cuối cùng về tự mình tính ra cái bản này đó. Các chị hình dung chưa, kế toán tính ra cái bản này cho mình. Rồi là chúng ta đã đi qua bước thứ nhất nha, là bước đầu tiên. Quay lại cái quy trình nha, là chúng ta đi bước số 1, thì chúng ta làm rõ được cái bước số 1 này thì chúng ta đã đạt được phần nửa rồi. Tiếp theo là chúng ta đi đến cái bước số 2, là mình sẽ lập kế hoạch kinh doanh. À, bước số 2 lập kế hoạch kinh doanh. Bây giờ Duy đặt ra cái câu hỏi này, các anh chị ai mà có đúng giống theo cái suy nghĩ này thì gõ số 2 giúp Duy nha. Tháng tới, ví dụ như cuối năm, giả sử như hết hết quý 3 đi, mình đặt quý 4 đi. À, quý 4 là mình đặt mục tiêu doanh số, dù quý 3 mình là 1 tỷ, mình đặt mục tiêu doanh số quý 4 là 1 tỷ rưỡi. Và mình lên kế hoạch để đạt được cái điều đó. Vậy thì cái đó có gọi là kế hoạch kinh doanh hay không? Ai đồng ý đó là kế hoạch kinh doanh thì gọi chữ yes. Ai không đồng ý đó là kế hoạch kinh doanh gọi chữ no. Giúp gì? No, 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 yes, yes, no. Rồi Duy mời một một bạn No nha, Duy mời bạn Tạ Trung Kiên đi. Bạn Tạ Trung Kiên có đây không? Có thể mở mic, có thể cho biết lý do tại sao bạn chọn No. Bạn Tạ Trung Kiên ơi. Kiên có đó không? Không thấy. Vậy mời bạn Trần Văn Thành đi. Đây thì thông thường á là chúng ta thực tế nè, quý 3 tổng kết doanh thu doanh số được nhiêu đó, lợi lỗ được nhiêu đó, tổng kết xong cái bắt đầu quý 4 lập kế hoạch kinh doanh, có nghĩa là quý 4 doanh thu chúng ta phải gấp đôi quý 3. À, và tôi chỉ đạo cho một phòng kinh doanh, một phòng marketing làm sao để đạt được con số 2 tỷ đó, cho tôi một cái phương án. À, hoặc là chúng ta sẽ ngồi cùng nhau lập kế hoạch. Vậy thì cái đó có phải là kế hoạch kinh doanh hay không? À, Tạ Trung Kiên không mở được mic vậy. Ok rồi thôi. À, vậy mời Trần Văn Thành đi. Bạn Trần Văn Thành có đây không? Cô không mở được mic luôn. Trời ơi, khổ tâm vậy. Bạn
Đoàn Hà, anh Đoàn Hà hay bạn Đoàn Hà gì nè, có thể mở mic mình chia sẻ chút được không? Cũng đừng nói mở mic không được luôn nha. Chào anh Duy, chào tất cả các anh chị trong Zoom ạ. Mọi người nghe được không ạ? Rồi, nghe được rồi hả? Nếu mọi người nghe được thì xin mọi người cho nhiều số 8 để chúc mừng anh Duy có những cái bài chia sẻ tuyệt vời để chúng ta có cái buổi hôm nay. Rồi, cảm ơn mọi người. Vui quá. Thì câu hỏi của anh Duy á, thì mình say no, bởi vì lập kế hoạch kinh doanh thì cần phải biết được cái cơ cấu về doanh thu đến từ đâu và cái chi phí để đạt được cái doanh thu đấy như thế nào, cho nên chúng ta phải chi tiết. Còn cái mà đưa ra cái mục tiêu về con số doanh thu, ví dụ tháng này là 2 tỷ, tháng sau là 3 tỷ thì mới chỉ là mục tiêu thôi, chưa phải là kế hoạch kinh doanh. Rồi, cảm ơn anh Duy. Dạ rồi, cảm ơn. Ồ, rồi gọi ngay cái người mà master về đặt mục tiêu lập kế hoạch luôn. Dạ rồi, cảm ơn đoàn là nhiều. Nhưng mà bây giờ chị hỏi tiếp câu nè. Nhưng mà thực tế nha, chúng ta mặc dù là chúng ta nói là chúng ta lập kế hoạch kinh doanh năm cũ, ngồi lại lập cho năm mới. Nhưng mà có phải là chúng ta chỉ đặt ra mục tiêu doanh số rồi chúng ta làm sao để đạt được doanh số đó? Sale bán kênh nào, bỏ bao nhiêu tiền để chạy marketing để được bao nhiêu khách hàng data như vậy, có phải thường mình hành xử như vậy không? Mình mang tiếng là mình lập kế hoạch kinh doanh đó, nhưng mà cuối cùng mình về là doanh số bán hàng nhiều, gì thì đội sale phải bán bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi bao nhiêu, rồi marketing mình sẽ chạy bao nhiêu. Cái phần mà liên quan đến các cái số liệu đó nó chỉ thuộc về kinh doanh thôi. Còn đối với người CEO thì chắc chắn là mình phải tính đến cái mục tiêu tài chính, cho nên là mình phải tính đến cái lợi nhuận, thì đấy mới là kế hoạch của sale. Còn cái kinh doanh thì ví dụ như là họ chỉ đặt mục tiêu về doanh thu cũng như là về cái số lượng năm quay chuyển đổi các cái KPI để đạt được cái chỉ tiêu về doanh thu, thì họ chỉ dừng lại ở đó. Còn đối với CEO thì chắc chắn là phải tính đến cơ cấu chi phí, nhân sự, marketing và cuối cùng là được cái lợi trước thuế. Để đó là cái mục tiêu mà của cổ đông cũng như là những người mà trong doanh nghiệp người ta hướng đến. Còn lại tùy theo cấp thì chúng ta sẽ xác định rõ là cái kế hoạch nó nằm đến đâu. Đấy là ý kiến riêng. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Ở đây á, thông thường các doanh nghiệp nhỏ đó là chúng ta hay nhập chung kế hoạch bán hàng và kế hoạch kinh doanh. Ngồi lập kế hoạch kinh doanh chỉ có mong bán hàng ngồi lập thôi. Anh chị nào mà đang làm đã hoặc đang làm như vậy thì gõ số 2 giúp Duy nha. Nghĩa là mang tiếng là mình lập kế hoạch kinh doanh nhưng mà thực ra là mình ngồi với ông bán hàng không à. Anh chị nào có trường hợp đó gọi số số 2 giúp Duy. Rồi, ok. Rồi. Thì ở đây cũng quay lại là chúng ta cần phải tìm hiểu lại tiếng Việt. Nhiều khi chúng ta đọc tiếng Việt mà nhiều khi chúng ta không có hiểu rõ lắm. Chúng ta phải hiểu lại là kinh doanh là cái gì. Hiểu như thế nào là kinh doanh. À, thì lúc đó chúng ta mới biết là lập kế hoạch kinh doanh là sẽ có những người nào trong đó. Còn hầu như là như thấy phần lớn nha, lập kế hoạch kinh doanh là ông bán hàng ngồi với ông CEO ngồi thôi. Còn nhân sự thì không quan tâm. Kế toán thì cũng để đó. Marketing thì doanh nghiệp có, doanh nghiệp không. Mà phần lớn thì viết content rồi sau đó chạy quảng cáo. Đó. Rồi thu mua thì nhiều khi cũng ngồi chơi xe nước, khi nào có thì mua, không có là thôi, chẳng hạn vậy. Thì đó là phần một phần nhiều nha, là mình bị chỗ đó, có nghĩa là mình đang nhập chung giữa kế hoạch bán hàng và kế hoạch kinh doanh. À, thì mình phải hiểu kinh doanh là cái gì. Thì nói ngôn ngữ bà ngoại là kinh doanh là những cái việc mà chúng ta làm để cái đầu vào của mình
nó biến thành cái đầu ra, và cái đầu ra đó mình mang cho một người nào đó, người ta mua và người ta trả tiền cho mình, và số tiền đó nó phải cao hơn tổng cái số tiền đầu vào mình bỏ ra. Và nói cho nó văn vẻ hơn nữa đó là cái việc làm của mình nó phải có ý nghĩa xã hội, nó phải mang đến một cái giá trị gì đó cho khách hàng đó, cao cấp hơn là giá trị nhân văn và bla bla bla. Thì tụ chung nó là những hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp, thì không thể nào chỉ có mỗi bán hàng được, đúng không ạ? Thành ra khi ngồi lại kế hoạch kinh doanh là mấy ông này nè ngồi lại với nhau đó, bán hàng đúng không, bán kênh nào, thì để được cái mục tiêu đề ra như vậy thì ông cần chi phí bán hàng bao nhiêu, ông làm gì gì rồi ông thu mua thì cần phải đặt trước bao nhiêu để được cái giá tốt, rồi nhân sự. À, cái này như thấy một cái là các anh chị lưu ý đó này nha, mình đặt mục tiêu mới mà con người của mình toàn người cũ không à, tư duy cũng cũ, con người cũng cũ, mà muốn có mục tiêu mới. Dù mục tiêu hiện là tháng năm năm vừa rồi 1 tỷ, mà 10 tỷ thì cho hoành tráng, năm năm tới là phải đặt mục tiêu là 15 tỷ, nhưng mà nhìn lại con người cũng có nhiều con người đó, tư duy cũng có nhiều đó, rồi năng lực cũng có nhiều đó, con người cũng có nhiều đó, mà Duy hay dùng nôm na là mục tiêu mới mà con người cũ xì, ông CEO cũng cũ luôn, thì đạt mục tiêu mới đạt kiểu làm sao đó. Thì cái phần nhân sự chúng ta phải trả lời những câu hỏi đó, mục tiêu mới mà nhân sự cũ xì thì làm sao để đạt đây. À, rồi marketing thì những ông này gom lại nè cho cái ông kế toán trưởng hay là ông CFO đó, ổng lên tổng một cục này để làm hết cái đống này thì mình cần bao nhiêu tiền đây đó. Vậy thì ông CFO kế toán trưởng với CEO lúc đó mới ngồi lại, anh ơi bây giờ để đạt được cái mục tiêu kinh doanh giống như trong kế hoạch anh đề ra đó thì nhiêu tiền đây là công ty mình không đủ, à cần tới mấy bộ phận nó đưa ra là cần tới 1 tỷ lận, mà giờ tiền mình còn có 500 triệu đó, thì lúc đó làm sao, giảm mục tiêu xuống hay là phải tìm mọi cách xoay sở để có thêm 500 triệu nữa để đáp ứng được kế hoạch kinh doanh. Lúc đó mình cái đầu mình nó mới chạy đó, chứ mình không có lúc đó mình cứ toàn là thụ động không, mà tới đâu chạy tới đó, sống ngày nay biết ngày hôm nay và ngày mai không biết ra sao, thì nói chi tới tháng sau tới quý sau đó. Rồi thì lúc đó mình giả sử như mình chốt được cái ngân sách rồi thì mình mới phân bổ lại cái cơ cấu tỷ lệ giống như lúc nãy Duy có chia sẻ các anh chị đó. À rồi ok, tôi giao cho ông bán hàng là như đây nha, ông bán hàng đòi nhiều quá, mình ngồi mình sẽ đàm phán với ông bán hàng, mục tiêu cũng vậy nè nhưng mà chi phí bán hàng giảm xuống 10% cho tôi, làm được không, nếu làm được tôi có thưởng đó. Thì ông bán hàng ông sẽ phải điều chỉnh cái kế hoạch của ông để làm sao mà nó cái ngân sách, cái chi phí ông sử dụng đó, nó thấp hơn, mà cố gắng để đạt được cái mục tiêu kinh doanh đề ra từ cái kế hoạch này đó. Rồi thì đó thì mình sẽ phân bổ ra nha, và mình sẽ kiểm soát. À, cái việc mà mình để cho tới cuối cùng cái sự việc nó lỡ dở ra thì mình phải hình dung là trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về mình, chứ không phải trách nhiệm của ông CFO hay của cái toán trưởng. Tại vì công ty là công ty của mình, tiền là tiền của mình, người là người của mình, tài sản mọi thứ đều là của mình, mà quy trách nhiệm cuối cùng cho ông CFO hay kế toán trưởng là cái tư duy đó là nó không có được đúng lắm theo quan điểm cá nhân của Duy nha. Đó. Mọi thứ cuối cùng mình phải là người chịu trách nhiệm, mình phải nhận lỗi của mình cái đã, rồi sau đó mình mới đi tìm nguyên nhân và mình khắc phục, chứ không phải là mình chất vấn người ta tại sao anh là kế toán trưởng, tại sao anh là giám đốc tài chính mà anh lại để xảy ra hậu quả như thế này. Thì cái cuối cùng của anh là CEO, là người cao nhất mà anh không kiểm soát, bây giờ anh ngồi nói gì đó, anh hình dung chưa? Thành ra nhiều khi mình quy hết trách nhiệm cho cái toán trưởng, cho giám đốc tài chính cũng uổng người ta lắm. Duy đi mentor cho mấy CEO gì, nó là trách nhiệm cuối cùng là nằm ở anh đó. Cái công ty này nó có lụng bại hay không là nằm ở anh đó, chứ đâu có nằm ở ông bán hàng hay là mấy ông kế toán tài chính.
đó, thì mình phải rõ cái tư duy đó để không thôi mình phó thác hết trách nhiệm cho người ta không có được. Rồi thì đây thì để lập kế hoạch kinh doanh á, thì đây là một số cái đầu tiên, cái này như thấy rất là nhiều người thiếu nè, chỉ đặt ra mục tiêu thôi rồi từ mục tiêu đó bắt đầu phân bổ ở làm gì làm gì, nhưng mà cái bước này nè, định hướng phát triển sắp tới hầu như không có. Có bao giờ mình trả lời câu hỏi là năm tới công ty mình sẽ đi đâu về đâu không? Có anh chị nào mà chưa từng bao giờ đặt cái câu hỏi này trong đầu của mình á, thì gõ số 3 giúp Duy. Rồi. Đó. Thì cái này á nó sẽ liên quan tới một cái từ mà Duy hay dùng, cái chữ là trăn trở. Mình phải trăn trở về cái câu hỏi là năm tới công ty mình sẽ đi đâu về đâu. Nếu anh chị nào kinh doanh mà thuộc dạng là kinh doanh có địa điểm, có mặt bằng đi, thì giả sử như năm tới có một ông đại gia, ông về, ông đặt cái cửa hàng của ông đối diện cửa hàng của mình, thì mình sống làm sao đây? Mình cạnh tranh sao đây? Nó hoặc là năm tới có thêm nhiều công ty nữa xuất hiện, thì công ty mình nó sẽ ra sao đây, đi đâu về đâu? Đó, mình phải luôn luôn đặt những câu hỏi này. Thì mình trăn trở như vậy đó, thì mình gặp kế toán, mình gặp nhân sự, mình gặp thu mua, mình đều hỏi họ cái câu đó: em, công ty mình nếu như mà nó hoạt động y như vậy thì liệu năm sau nó sẽ đi đâu về đâu em? Thì lúc đó mọi người phải tư duy cùng với mình để người ta lo cho cái sự nghiệp chung. Còn 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 mình không có hỏi như vậy thì họ cũng chả biết đi đâu về đâu. Ở giả sếp đi tới đâu đi tới đó. Có anh chị nào chắc có con gì đang nghịch màn hình đó, có gì như thấy mấy cái đốm đốm quẹt quẹt. Thì để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ có năm cái ý nhỏ: thôn tính thị trường, chấp nhận lỗ. À, cái có cái này mình rất là dễ thấy nè, mấy ông Grab nè, Tiki nè, Lazada nè, Shopee rồi nè. À, tôi muốn thông tin thị trường, tôi chấp nhận lỗ. Nó hoặc là tồn kho tôi nhiều, tiền công ty tôi còn cầm cự được 1 năm, tôi trả khuyến mãi tẹt ra, tôi tặng tùm lum hết đó, để đọc cụ thể nè. Đó. Còn không, tôi không có thông tin thị trường, tôi duy trì mức tăng ổn định thôi. À, không cần tăng trưởng nóng, duy trì 10% là được. Đó. Rồi duy trì hiện trạng tối ưu lợi nhuận. À, tôi không cần tăng trưởng thêm nữa, mà giờ tôi làm sao để tiết giảm chi phí, loại bỏ lãng phí để mà lợi nhuận tăng lên. Đội sale không cần phải bán nhiều hơn, nhưng mà vận hành nội bộ phải được cải tiến, Kaizen. Hoặc là duy trì hiện trạng và gom tiền mặt. À, mình ngửi được cái mùi là sắp tới khủng hoảng này kia tới nơi rồi, thì thu hồi công nợ lẹ lẹ về. Đó. Hoặc là giảm quy mô kinh doanh, gom tiền mặt. Mình thấy cái thị phần này thấy không xong rồi, thôi gom gom lại đi, rồi lấy tiền để chờ thời cơ, coi mai mốt làm gì khác. Thì mình phải có những cái định hướng này nè, nó để cái ông sale, ông marketing, ông nhân sự này kia họ họ biết đường mà họ chạy theo. Còn mình không có định hướng gì hết, họ biết đường đâu họ chạy theo. Nó thì khi đó tiền của mình là giống như ném qua cửa sổ vậy đó. Rồi có cái này xong bắt đầu mình mới tới thiết lập mục tiêu nè. Thì nếu mình không có định hướng nào mà đưa ra mục tiêu, biết đưa ra mục tiêu gì giờ, tối ngày cứ mục tiêu tăng doanh số, tăng doanh số nó mà tăng mục tiêu tăng doanh số mà con người của mình nó cũ xì, không biết tăng kiểu gì, không thay máu, không nâng cấp, không gì hết đó. Rồi tối ngày cứ lấy là hoa hồng, em bán được doanh số gì đó, anh chia hoa hồng cho em nhiêu đây, bán không được nó không chia luôn, cái họ tụt mút, họ mất năng lượng rồi đi qua nơi khác, cái mình lại than thở là trời ơi doanh nghiệp nhỏ giữ chân người khó quá đó. Rồi thì ứng với cái này mình sẽ có mục tiêu nó, mình có con số ra rồi, có mục tiêu xong rồi mình mới tính nó công suất tối đa. Nhiều khi đưa ra mục tiêu trên trời mà cái năng lực thực thi của mình ở dưới đất. À, mục tiêu về sale marketing liệu làm nổi hay không, mình có bao giờ mình hỏi họ là em mục tiêu này em dám làm nổi không, dư sức em không, hay là quá sức với em đó. Vậy thì phải làm sao, tuyển thêm sale xịn về thì tiền tăng lên
Vậy thì giảm mục tiêu xuống hàng sau đó, và chúng ta có những cái này xong đó, thì những cái bước đó chúng ta sẽ thẩm định đó. Đó. Còn nhào vô đặt luôn mục tiêu à, mà cũng không quan tâm là mục tiêu đó có làm nổi hay không đó. Thời thế mỗi lúc mỗi khác, các chị nhớ nha. Rồi thì đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Chúng ta trả lời cái khâu định hướng xong rồi, bắt đầu chúng ta xuống cho mổ xẻ tiếp nè. Thì sản phẩm dịch vụ của mình có cần phải làm lại hay không? Nó rồi các cái chi phí cho nhân viên nó nhiều, rồi khách hàng mua nhiều ít mình sẽ tập trung vào khách hàng nào? Nó rồi thời điểm mùa vụ cao điểm thấp điểm ra sao? Nó mặt hàng nào bán chạy? Dù năm tới trend ra làm sao? Rồi năm tới nhu cầu người ta có thay đổi hay không? Nó rồi năm tới liệu là xu hướng người ta có xài cái kiểu này nữa hay không đó, rồi các cái chỉ số khác. Thì mình có những cái này nè, mình còn phân tích để mình thấy tổng thể cái bức tranh của mình đó, và từ đó đó bắt đầu mới xuống tới những cái giống như là gì nói đó, kế hoạch thu mua, nhân sự, tiếp thị quảng cáo, tài chính đó. Dù nhân sự đi thì có cần tuyển thêm hay là giữ nguyên hay giảm bớt? Rồi những nhân viên hiện tại liệu có đủ đáp ứng năng lực hay không? Rồi cơ chế chính sách lương thưởng có thúc đẩy người ta làm việc hay không? Ừ. Rồi quỹ lương, ví dụ là mình có quỹ lương là 40 triệu. Vậy thì mình tuyển hai người mỗi người 20 triệu, hay là tuyển 4 người mỗi người 10 triệu, à, hay là một người 20 triệu và hai người 10 triệu? Mình có bao giờ mình tính những điều này hay không? Nó các chị vô mà thì khi đó mình không làm vậy, mình thấy nhân sự công ty cũng làm gì chứ, ngày xưa công ty toán là tính lương chấm công tính lương hết đó. Các chị hình dung chưa? Rồi tiếp thị quảng cáo đó, mình phân bổ chi phí này ra, thì đó là mình làm được tới cái bước thứ hai, là mình bước thứ ba là mình có kế hoạch kinh doanh và mình lập ngân sách. Rồi thì đây là cái bước mà gọi là mình làm tới bước này á, là cái đầu của mình đó nha, nó sẽ nắm được rất là rõ cái bức tranh kinh doanh của mình. Làm tới cái bước này Duy nói thiệt là nổ não á, nhưng mà cái não của các anh chị sẽ được rèn giũa kinh khủng luôn, xoắn não lại luôn, nói chung là não sẽ có thêm nhiều nếp nhăn, người ta gọi là bụng sáu múi đi, thì lúc đó là não của mình là não sáu múi. Và khi các anh chị làm được tới đây là các anh chị hiểu rất rõ cái doanh nghiệp của mình, hiểu rõ lắm luôn, 70-80%. Chứ còn nhiều khi mình bảo là doanh nghiệp của tôi sao tôi không biết được, mà tôi hỏi hỏi ra là nhiều khi không biết gì đó. Biết mỗi doanh số đó. Rồi thì tới đây có anh chị mình có câu hỏi gì không, mà không có mình sẽ đi tiếp nha. Dạ não sáu múi luôn các anh chị nha. Rồi, ở có thể cái câu hỏi mình để cuối giờ mình tập trung cũng được. Dạ rồi. Thì quay lại cái quy trình là mình đã giải quyết tới cái bước lập ngân sách rồi vậy nha. Rồi mình tới cái bước là duyệt chi. Thì cái này nó cũng không có phân quyền và duyệt chi. Đây mình có sơ đồ tổ chức đúng không ạ? À? Rồi từ cái sơ đồ tổ chức này mình sẽ có bảng phân quyền đó. Các chị hình dung nè, tại sao mình cần cái phân quyền duyệt chi này? Các anh chị nào có thể trả lời được câu hỏi này, anh chị nào mà trả được cái câu hỏi mà đúng với cái ý của Duy nhất là Duy sẽ có món quà dành cho các anh chị. Duyệt chi là mình rồi đúng không, hoặc là kế toán trưởng hoặc là giám đốc tài chính duyệt chi rồi đúng không đó. Thì bây giờ tại sao mình cần phải làm cái bảng phân quyền này? Dĩ nhiên đây là mình đang nói tới tiền thì chỉ show cái khúc liên quan tới tiền thôi, còn còn những cái liên quan không tới tiền thì chỉ che lại, tại vì mình đang nói về tiền. Bạn Hương Nguyễn Thị Hương giơ tay. Dạ xin mời bạn Nguyễn Thị Hương. Alo, alo, thế là chào cả nhà, chào thầy ạ. Mọi người có nghe được không ạ? Nghe được được. Tại vì mình phải phân quyền, dĩ nhiên là trong công ty thì có nhiều cái hạng mục mà mình phải chi, nhưng mà Yeah.
không thể nào mà mình là một chủ doanh nghiệp hay một chủ CEO nào mà tất cả mọi cái mình đều chi hết, nhưng mình sẽ phân quyền ra từng bộ phận, ví Dạ. ở trong hạn mức của họ được chi dưới bao nhiêu và dưới bao nhiêu là phải hỏi Yeah. CEO, và cái chi đó là được chi trong hạn mức đã duyệt, ngoài Yeah. hạn mức là phải chỉnh. Đó thì Yeah. công ty mình đang làm cái trường hợp như vậy. Yeah. Cái đó là mình đang làm như vậy, còn tại sao mình cần phải làm như vậy? Mình làm như vậy để biết rằng thứ nhất là cái đầu tháng trong trong một kế hoạch của mình, với kế hoạch tháng mình đã có từng hạng mục để từng chi phí cụ thể. Yeah. Chi phí cho phòng ban này là nó đạt hạn mức là bao nhiêu, hay cái bộ phận đó bao nhiêu, thì chỉ trong ví dụ như hạn ở phòng, ví dụ như bộ phận bên mình có bộ phận sản xuất chẳng hạn, thì bộ phận sản xuất về cái hạn mức chi phí của họ được chi phí về quỹ lương là bao Yeah. nhiêu? Chi phí về quỹ lương này, chi phí về những vật tư thiết bị hoặc những chi phí nào trong kế hoạch là được bắt phép bao nhiêu, còn ngoài kế hoạch thì bất cứ một chi phí nào cũng phải chờ duyệt thì xin ý kiến. Yeah. Cái trong kế hoạch đã bao nhiêu thì trong đó cái hạn mức bao nhiêu đó thì cái bạn quản lý đó chỉ được tạm ứng trước, hoặc là bạn được có phân quyền trước là duyệt chi trong bao nhiêu phần trăm của cái đó. Đó Yeah. là mình đang làm như vậy. Yeah, rồi, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Rồi, ok, bạn Quang Anh là bên công ty kế toán thuế là nói chuyện rất dùng từ là rất là chuẩn xác luôn ha. Mình chi đúng, phân quyền để chi đúng nè, chi không vượt định mức nè, nhằm tự động hóa doanh nghiệp nè, giải phóng lãnh đạo nè, các bộ phận cá nhân chủ động thúc đẩy kinh doanh sản xuất đạt hiệu quả, có kế hoạch và kiểm soát chi phí đúng, đã có kế hoạch và kiểm soát chi phí đúng. Dạ, thì ý kiến của mọi người rất là đúng ạ. Có điều là một một cái gì cần nghe mà Duy chưa 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 thấy ở đây là như vậy. Anh chị nào có con nhỏ mình để ý, ví dụ cái gì mình cũng quyết hết á, nó cũng tuân theo á, mình áp đặt mà mình giao trách nhiệm, ừ mẹ giao con này 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 thì áp đặt và họ cũng làm theo, tại họ là nhân viên mà, họ đâu có cãi gì mình được mình đâu. Nhưng mà khi mình nói con, con cho ba nhờ cái, cho mẹ nhờ cái, con làm này giùm được hay không, thì cái việc mà mình phân quyền nè, mình trao cho họ một cái quyền, một cái trách nhiệm đó, thì tâm lý con người ta đó, khi người ta nhận một cái trách nhiệm gì đó thì khi người ta làm á, người ta ý cái ý thức người ta tăng lên rất là cao, và người ta có cảm giác người ta được tôn trọng. Trong công ty, nhiều công ty bảo ừ anh giao quyền này kia cho em, toàn quyền này kia, nhưng mà cái quyền tài chính không giao thì coi như không có quyền gì. Hữu danh vô thực đó. Thì thứ nhất là cái việc trao quyền, mình cho người ta một cái niềm tự hào, là tôi đã được công ty tin tưởng. Và dĩ nhiên khi mình cấp cho họ một cái mức ngân sách như vậy á, là mình phải cũng phải có cái phần mình lường trước, lỡ mà họ xài hết thì nó cũng sẽ là một cái khoản rủi ro cho mình, nhưng mà cái khoản rủi ro đó mình chấp nhận được. Có nghĩa là mình chấp nhận được cái mức rủi ro tới đâu thì mình sẽ giao cho họ duyệt cái số tiền tới đó. Và cái số tiền càng tăng lên, đồng thời nó cũng thể hiện một gián tiếp một cái gì, cái sự tin tưởng của mình đối với họ nó tăng lên, và cái trọng trách của họ cũng tăng lên. Thì khi đó cái ý thức làm việc của họ đó sẽ được nâng cao hơn, và họ sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, kỹ càng hơn. Đó. Ví dụ ông Warren Buffett đi, thì nhân viên của ổng á, nhân viên bình thường thôi, ổng cho cái quyền là được quyền đầu tư tối đa 10 triệu đô la mà không cần phải hỏi ý kiến của ổng. Có nghĩa là gì? Ổng có khả năng chịu đựng được rủi ro khi mà cái người nhân viên đó làm không đúng ý ổng là ổng mất 10 triệu đô, và đó là con số ổng cho phép. Đó. Rồi lên tới giám đốc thì ổng sẽ cho lên tới 100 triệu đô chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái mà khi chúng ta làm á, mình nói rõ ra, không phải là mình phân cái số tiền này, mình đưa cái văn bản này xuống là xong, mà mình phải có một cái công tác mình nói chuyện. Em, chị hay anh đặt kỳ vọng vào em, mong muốn em gì gì đó, nên chị giao cho em cái quyền này, và chị hy vọng em làm tốt, em phát huy ABCD này kia. Thì khi đó mình có một cái bước nữa là mình biết cách mình thu phục lòng người, mình thu phục được cái tinh thần của người bên dưới. Thì đó. Dạ. Rồi. Thì từ bản phân quyền này thì mình có quy trình duyệt chi nhé. Dạ. Ví dụ như đề nghị bỏ phiếu chi, ai ký,
đó, rồi ký xong rồi đi qua đâu đâu đâu, thì cái này quy trình thì tùy mỗi công ty mình sẽ có cái quy trình khác nhau, nhưng mà tụ chung á, thì nhỏ to lớn gì không mình cũng nên có một cái à, có thể không có phải chi chít vậy mà có thể nó đơn giản hơn là bước một làm gì, bước hai làm gì, bước ba làm gì, và ứng mỗi bước như vậy thì có biểu mẫu có form gì hay không, tránh tình trạng là anh ơi chi tiền giùm em cái thế là móc tiền mặt ra chi, anh ơi chuyển khoản bên chỗ kia giùm em thế thế là tự lấy tiền trong tài khoản chuyển khoản luôn. Nó quay lại cái vấn đề hồi nãy các anh chị mình chọn đó là mình không có tách bạch tiền công ty tiền cá nhân á, chuyển khoản cái mình đang lấy cái tài khoản của mình chuyển có vèo luôn đó, rồi 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 tiền vô tài khoản công ty mà tiền ra từ tài khoản của mình, hỏi mình ủa sao mình không thấy tiền mình đâu đâu chờ người ta đó, thì mình có cái quy trình này. Và bước số 5 là cái bước mà kế toán hay kế toán trưởng rồi là người ta hay làm đó, là kế hoạch thu chi trong 30 90 ngày tới, thì nãy cũng có nhiều anh chị là mình cũng không làm cái bước này đó, thì đơn giản nha, cái bản đơn giản trước á này là mình theo tháng đi ha, mình chia thành tuần theo tháng đi, thì mình gom lại ha, dù công ty mình sẽ có nhiều cái chi phí mình gom lại, dù doanh thu mình có những cái doanh thu từ đâu, từ tài khoản ngân hàng hay tiền mặt hay gì đó, rồi doanh thu từ bán hàng vay ngắn hạn, thì đây là tồn quỹ nè, dù quỹ mình có trong ngân hàng là nhiêu, quỹ tiền mặt mình có bao nhiêu đó, rồi quỹ dự phòng mình có hay không, rồi doanh thu mình bán nhiêu à, mình ghi vô mỗi tuần mình chia ra như thế này đó, rồi mình chi chi phải có ngân sách, giống như lúc nãy có nói đó là mình có ngân sách à, lương điện nước vân vân các khoản mình chi, mình có ngân sách cho nó. Thì ở đây á, các anh chị quan tâm cái chỗ là thứ tự ưu tiên nè. Các anh chị thấy cái cột thứ tự ưu tiên ghi xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì không? Đó. Thường á, chúng ta có tiền á, chúng ta hay chi thoải mái. Ừ, cứ kêu là chi, mà nhiều khi không có tiền, cái toán kêu cũng chi. Mà không có biết là thứ tự chi nó nên chi trước hay chi sau. Có những khoản đáng lý là để kỳ kèo cũng được, chi trễ chút cũng được, thì bụng cái có tiền chi liền, dẫn đến là khi cần chi cái khoản đáng chi thì tới lúc đó không đủ tiền để chi đó. Các anh chị nào mình gặp mình hay vướng cái tình trạng đó có thể gọi số 4 giúp Duy nha, là kế toán kêu một cái là mình chi, mình không cần biết nó trước hay sau, rồi tới lúc mà cái số tiền mình cần chi thật sự quan trọng á thì lúc này hết tiền để chi à, bốn 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 dạ à, cũng có anh chị mình vướng ha dạ nó có thể là không nhiều thì ít sẽ vướng, thì cái thứ tự nha mình phải có danh sách thứ tự chi rồi, thì mình nhìn đây là cái đơn giản nhất của một người chủ doanh nghiệp, mình cần phải nắm là mỗi tuần tiền vô tiền ra của mình bao nhiêu một cách đơn giản nhất. Cái bảng này có thể anh chị nhờ kế toán làm, nhưng mà kế toán cũng phải đủ hiểu biết làm nha đó, thì các anh chị có thể đó, kế toán làm giúp anh cái bảng này đó, và mỗi tuần anh sẽ cập nhật cho em, cập nhật con số vô cho mình, không cần phải làm ra con số này nha, mình hiểu mình yêu cầu kế toán làm cho mình để mình quản lý thôi đó, thì khi đó mình nhìn vô mình sẽ thấy là à ví dụ như cái tuần thứ hai đi mình cần chi ra 1,5 triệu nhưng mà mình không có tiền, doanh thu mình không có về ở đây đó chẳng hạn, thì mình nhìn vô mình sẽ biết là tuần nào mình chi bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu đó, thì doanh nghiệp của mình nhỏ mình dự trù cho tới 30 ngày thôi đó, còn doanh nghiệp mình lớn thì mình có thể làm 90 ngày, những tập đoàn là người ta làm 6 tháng người ta dự trù cái tiền người ta chi ra, còn những anh chị nào mà làm bán lẻ ăn uống thì có thể là tiền nó sẽ phát sinh mỗi ngày đó, còn một số ngành nghề dù dịch vụ hay nãy kia có thể nó không phát sinh đều mỗi ngày thì mình có thể làm mỗi tuần đó, thì mỗi ngày có thể là kế toán họ quản lý, mình yêu cầu là mỗi tuần nhập vô cho mình để mình nhìn nó gọn con mắt mình thôi ha. Rồi thì đây là cái thu chi cho một tháng, thì chỉ cần đầu tháng hoặc là cuối, ví dụ như cuối tháng 7 đi
Các anh chị làm cái bảng này cho tháng 8, mình nhìn vô mình sẽ hình dung được là tổng chi mình là bao nhiêu đây, tổng thu dự kiến mình là nhiêu đây, thu đủ chi hay không, khi nào thu khi nào chi. Giả sử thời điểm cần chi mà mình không đủ tiền, mình đàm phán để mình dời qua tuần tiếp theo, tuần tiếp theo tiền nó về, thì khi đó mình không có bị kẹt cái dòng tiền đó, mình đàm phán. Thì khi này cái tài năng đàm phán mình xuất hiện. Các anh chị biết tập đoàn á, họ đâu có được chi nhiều tiền mỗi ngày đâu, mặc dầu số tiền họ chi cực kỳ nhiều, cần chi cực kỳ nhiều, nhưng mà số tiền có thể chi trong ngày không có nhiều nó, nên là họ phải đàm phán với nhà cung cấp, với đối tác kinh khủng. Nó cái phòng kế toán là khả năng đàm phán gọi là siêu đẳng luôn, mà cho dù có đủ tiền đi chăng nữa họ cũng không có chi một lèo hết, họ cũng rải ra nó. Các anh chị hình dung không ạ? Nó còn mình nhiều khi mình không có tiền, mình không có cái bảng này, nên có nhiêu mình chi hết, cái tới lúc cần chi mình không còn tiền, cái mình đi vay nóng vay ngủ mình đắp vô mình chi thì mình bị lệch. Cái này như gọi là mình bị lệch về cái thời gian của dòng tiền vào và ra. Các anh chị phải phải tính làm sao mà cái dòng tiền vào nó về trước cái dòng tiền ra. Nếu mà dòng tiền ra nó trước cái dòng tiền về á, thì cũng phải đàm phán làm sao để cho cái dòng tiền ra nó sau cái dòng tiền về, càng nhiều càng tốt. Mà không có cái bảng này biết đâu đàm phán. Đó. Thì mình yêu cầu kế toán hay tài chính gì đó tính cái bảng này cho mình. Rồi. Đó là một tháng. Còn khi mình có kế toán xịn hơn, mình cứng hơn, thì mình làm cho cả năm. Đó. Đây là như những cái chi phí lương, chi phí văn phòng, điện thoại, chi phí hoạt động gì đó. Đó, mình làm cho cả năm luôn, các tháng. Đó. Để từ đó đó mình thấy được cái bức tranh dòng tiền của mình trong nguyên một năm luôn. Thì đầu năm quay lại câu chuyện đó là dù cuối năm mình lập kế hoạch kinh doanh để cuối cùng mình ra được cái bảng lớn này, nó trải dài cho 2 3 quý luôn. Đó. Thì khi đó mỗi tháng đó, cái việc của mình là cập nhật lại con số thực tế so với kế hoạch của mình đề ra, nó khớp, nó lệch hay nó vượt như thế nào. Đó. Thì từ đó mình kiểm soát để mình điều chỉnh cho tháng thứ hai, tháng thứ ba. Đó. Thì lập kế hoạch kinh doanh là mình lập trên file Word, câu chữ mình ghi ý tứ, mình ghi gì đó, bóng bẩy bay bổng gì đó. Và sau đó cái ông mà ngân sách đó, ông giám đốc tài chính hoặc kế toán trưởng đó, phải hiện thực hóa những câu từ nói đó ra thành những con số như thế này. Đó. Thì ở dưới đây các anh chị nhìn nó có một cái sheet nè, kế hoạch kinh doanh nè, 3 phương án 1, 2, 3 là ứng với 3 cái mức giá vốn, biên độ lãi gộp khác nhau, rồi cột chi phí nè, cột lợi nhuận nè, cột dòng tiền nè, cột lịch thanh toán công nợ nè, cột nhân sự nè, rồi cái cột mà mình cần tiền nộp vô nè. Đó. Thì mình có những cái sheet như thế này. Thì khi đó các anh chị có những cái này rồi á, thì các anh chị quản lý nó mới dễ. Còn không có những cái này á, các anh chị quản lý, anh chị không không biết đường quản lý, và mình sẽ rối, và cuối cùng là mình giao hết cho kế toán hay cho ông tài chính ông làm. À, mình chỉ cần biết là tiền về có doanh thu, có lợi nhuận, rồi có tiền là xong cái mình hết. Và mình thấy là cuộc đời mình vậy, là mình kinh doanh vậy thôi, là mình là chủ, mình là CEO, mình thấy sao cho có tiền, cho anh em có tiền này kia. Nhưng mà cái bức tranh tài chính tổng thể của mình như thế nào nhiều khi mình không biết. Đó thì đây là mình tới bước thứ năm, và hồi nãy giờ Di cũng có nhắc, và để cho cái việc mà mình quản lý dòng tiền được thành công á, được hiệu quả đó, thì mình thứ nhất phải có một cái toán nội bộ để họ ghi chép số liệu. Chứ mấy con số này các anh chị ngồi mà các anh chị tính toán, các anh chị ghi ra là các anh chị bỏ luôn, không đảm bảo chị không làm nổi. Mấy CEO mà Duy làm việc qua, Duy chỉ cần yêu cầu làm cái bảng này cho Duy thôi nè, mà họ còn ngồi họ ngán lên ngán xuống, nó trời số nhiều quá, nhìn ngán quá. Nhưng mà khi họ Duy ép họ phải làm cho bằng được á, thì khi mà họ làm được cái bảng này xong rồi, họ bảo ồ, tự nhiên họ thấy họ sáng lên cái doanh nghiệp của họ, nó họ nắm được cái tiền như thế nào. Và những anh chị mà làm được tới cái bảng này nè là thôi rồi luôn đó, là nắm được rất là rõ cái doanh nghiệp của mình luôn.
thì mọi thứ nó đều ở trên đây hết, và nó là hiện hữu ra thành con số. Kinh doanh là phải nói tới con số, và nó có nhiều con số. Mình không cần phải là người nhập những con số này, kế toán nhập nhưng mà mình sẽ kiểm soát đó. Rồi thì cái người đầu tiên mình cần là kế toán nội bộ để giúp ghi chép cho mình nha. Thứ hai là người kế toán thuế. Nhiều khi á, mình làm kinh doanh mình không có cái người kế toán thuế tư vấn cho mình bài bản á, cái tiền lời của mình kiếm được các anh chị nhiều khi đem đi đóng thuế hết đó. Nhiều khi đau đớn lắm. Có những cái quy định mà bây giờ thuế họ siết nhiều lắm, họ siết hơn xưa nhiều, nên mình không có cái người kế toán thuế đủ giỏi để tư vấn cho mình á, thì sau này, tại vì thuế họ có một cái nguyên tắc là cái câu dân gian người ta hay gọi là nuôi để mập, nuôi mập để thịt. Nó doanh nghiệp của mình mà doanh thu chưa được bao nhiêu họ cũng chẳng có xuống quyết toán, họ dồn nó 8 năm 10 năm họ xuống, thì họ sẽ truy lại từ những năm đầu tiên mà họ phạt ngược lại. Các anh chị tưởng tượng đi, 10 năm mà tiền lãi tiền phạt nó chồng lên thì anh chị tưởng tượng bao nhiêu đó. Nhiều khi cái lời lúc đó đó, tại vì lời của mấy năm trước xài hết rồi, thì cái tiền lời của cái năm mà thuế xuống quyết toán đó, không đủ để trả tiền cho thuế mới đau đó. Hoặc là cái người kế toán thuế này họ sẽ giúp cho mình tiết giảm được cái tiền thuế phải nộp cho ngân sách, mà như dùng cái chữ là tối ưu về thuế đó. Nhiều khi mà không biết mình đóng thuế quá trời nhiều, mà mình biết cách đó, mình sẽ đóng thuế vẫn hợp pháp đàng hoàng nha. À, nhưng mà mình sẽ tiết giảm được và số tiền cũng rất là lớn đó, chứ không phải nhỏ đâu đó. Thì đây là hai cái nhân vật mà rất là quan trọng để mà hỗ trợ cho các anh chị trong cái việc mình quản lý được dòng tiền đó. Mình quản lý quá trời tốt luôn mà cuối cùng thuế họ hốt hết thì coi cũng như không đó. Thành ra các anh chị lưu ý chỗ đó. Thì đến đây thì Duy xin kết thúc cái bài chia sẻ của mình. Hơi lố một chút xíu giờ các anh chị nha, cũng xin lỗi các anh chị. Thì các anh chị nào mình có câu hỏi gì thì có thể mình hỏi để rõ hơn, hoặc là lúc Duy nói có nhanh quá hay này kia thì có thể mình hỏi lại. Thì Duy cũng cũng nhấn mạnh một lần nữa là cái nội dung Duy chia sẻ ngày hôm nay nó không phải là chia sẻ dành cho góc độ của kế toán trưởng hay là giám đốc tài chính, mà là dành cho góc độ của một người CEO, một người chủ doanh nghiệp. Mình quản lý dòng tiền nó chỉ đơn giản là quản lý tiền thôi, hay là nó quản lý cái gì? Tiền là máu đúng không? Máu đi khắp cơ thể. Thì các anh chị thấy nãy giờ đó, mặc dù nói về tiền nhưng mà nó liên quan đến tất cả các khâu trong doanh nghiệp. Thì quản lý dòng tiền là phải quản lý tất cả các khâu, mà một sức một mình của mình làm không nổi thì mình phải làm sao để cho nhân sự của mình có cái tư duy với mình, cùng với mình, và giúp mình quản lý dòng tiền, thì khi đó mình làm mới nổi đó. Dạ, cảm ơn những bài học vô cùng bổ ích của chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay ạ. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị cảm thấy bài chia sẻ của chuyên gia ngày hôm nay chúng ta rất là tuyệt vời thì hãy comment giúp em thật là nhiều số 9 ạ. Dạ, anh chị hãy comment giúp em thật là nhiều số 9 nha. Dạ, em cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Và ngay sau đây thì em xin một đến hai cánh tay anh chị có thể raise hand lên để đặt câu hỏi chuyên gia của chúng ta một ít phút cuối cùng nha. Và ở trên này thì em thấy chị Thục Trang giơ tay rất là nhanh. Em xin mời ban tổ chức có thể mở mic cho chị Thục Trang để dành vài câu hỏi cho chuyên gia của, dành câu hỏi cho chuyên gia của chúng ta. Xin mời ạ. Xin trước hết là xin cảm ơn, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Thục Trang, cũng thành học viên của PDCA từ cũng thời gian khá lâu rồi, và chúng tôi cũng đang cho nhân sự của mình đi học cùng. Thì những cái mà hôm nay anh Duy chia sẻ thì thực sự nó rất là thấm thía, và rất là cảm ơn anh Duy đã được nhắc lại và nó đúc kết lại thành một số các cái slide và cái chủ đề thì nó rất là hữu ích. Thì ở đây thì tôi muốn chia sẻ một chút, là cũng có một câu hỏi.
thì cái việc mà đúng là như anh Duy vừa cái tổng kết lại là tiền là máu, dòng tiền là máu của doanh nghiệp ấy, thì cái câu chuyện là nó vận hành cái cơ thể của mình là giống như cái mô hình robot của PDCA ấy, là nó là 12 tầng hệ thống, thì nó là tất cả những cái gì liên quan đến đến hoạt động kinh doanh của công ty thì nó thuộc về cái việc để mà tạo ra dòng tiền và kiểm soát cái dòng tiền đấy. Thì mình cũng hiểu nôm na là như vậy. Tại vì trước đây thì tôi cũng là kiến trúc sư, tôi đi lên từ nghề, thành ra là tôi cũng không có biết gì về những cái đấy, tôi rất sợ những con số. Nhưng mà sau khi đi học và có cái thực hành liên tục cũng như là các cái buổi như thế này, thì tôi cũng cùng với cả đội ngũ của mình cũng đang đang trên cái đường xây dựng, mà tôi thấy là tất cả những cái mà anh Duy lưu ý về những 10 cái sai lầm với cả những cái lỗi mà có thể gặp ấy, thì tôi rất là tâm đắc ở cái việc là mình đã từng bước mình check được những cái lỗi đấy, và mình cũng đang có những cái mà mình đang cải tiến theo cái quy trình của PDCA. Thì đấy là cái sự chia sẻ, và tôi cũng mong là tất cả các anh chị ở đây cũng sẽ có được những cái giải pháp của mình sau sau những cái khóa học và những cái khóa chia sẻ của PDCA như thế này. Thế thì đấy là chia sẻ của cá nhân tôi. Còn sau đấy thì tôi có một cái câu hỏi, thì tôi vì nó cũng không phải là cái chuyên môn của mình cho nên nó vẫn còn đang thắc mắc, là cái doanh thu ấy thì được định nghĩa như thế nào. Tại vì trong nghề của tôi là nghề tư vấn thiết kế thì cái doanh thu là doanh thu hợp đồng thì là như vậy. Thế nhưng mà thực tế là khi mà tôi làm ra cái sản phẩm thì cái sản phẩm đấy được gọi là doanh thu, tức là khi mà được ghi nhận là doanh thu. Nhưng mà khi mà tôi xuất hóa đơn rồi mà khách hàng người ta không trả tiền cho mình thì mình vẫn phải nộp thuế trên cái đấy, thì cái đấy có cái gì gọi lại là hồi lại cho mình hay là hoàn thuế cho mình khi mà mình không thu được tiền công nợ mà thành nợ xấu khó đòi á, thì nó gọi là cái gì? Và cái doanh thu mà đến từ hợp đồng hay là doanh thu là phải xuất hóa đơn ra thì mới gọi là doanh thu. Thì cái câu hỏi của tôi nó là như vậy. Còn về dòng tiền thì thực ra tôi cũng không có thắc mắc gì, vì mình cũng đang rất là yêu cái con số mà biết nói những cái này nó phản ánh cái sức khỏe của doanh nghiệp cũng như các cái hoạt động kinh doanh. Thì cái đấy là mình vẫn đang thắc mắc về cái chuyện doanh thu. Xin hỏi ý anh Duy ạ. Dạ. Rồi cảm ơn chia sẻ của chị Phục Trang nha. Thì ở đây mình sẽ tách ra nha. Thuế á, nhà nước họ không có quan tâm là mình có tiền không có tiền. Họ quan tâm là mình thu mình như thế nào. Ví dụ như tại cái này á, mình báo cáo thuế á, thì mình báo cáo 3 tháng một lần. Thì thông thường doanh nghiệp nào quá lớn á, thì mới báo cáo mỗi tháng một lần. Thì 3 tháng, ví dụ như quý 2 đi, thì tháng 7 là phải làm báo cáo. Mình lời lỗi bao nhiêu thì kế toán người ta sẽ tính là cái việc mình xuất hóa đơn mình ghi nhận doanh thu với lại cái việc mà khách hàng không có trả tiền cho mình á, thuế họ quan tâm cái việc khách hàng không trả tiền cho mình là chuyện của mình với khách hàng, còn cái việc mà anh kinh doanh anh có doanh thu anh nộp thuế là quy định của nhà nước. Nên kế toán á, người ta làm báo cáo doanh thu tổng một quý nhiêu đây, chi phí nhiêu đây, nếu mà lợi nhuận mà lớn hơn không thì phải đóng thuế, trừ ngành nghề của mình là ngành nghề được miễn thuế hoặc thuế bằng không thì không nói thì mình phải đóng thuế đó. Và cái đó thuế người ta gọi là tạm tính, là tạm nợ tạm tính. Thì cuối năm á, tổng kết là một lần nữa cân đong đo đếm mọi thứ hết thì nó sẽ ra cái số thuế chính xác, thì lúc đó một á, là mình phải đóng thêm thuế nếu như nó vượt. Còn giả sử cái thuế mình đóng thấp hơn nhưng mà mình đã lỡ nộp nhiều hơn thì lúc đó mình mới làm thủ tục là xin hoàn thuế về cho mình. Thì tùy cái thuế mình muốn hoàn, có thể là mình hoàn thuế VAT, có thể mình hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là mình hoàn thuế thu nhập cá nhân đó. Thì nó hai cái tách biệt ra, thuế không quan tâm là chị có tiền không, chị không có tiền chị thu được khách hàng không, chuyện của chị. Thuế chỉ quan tâm là doanh thu trừ chi phí có lời chị đóng thuế thôi. Thành ra người ta mới cố gắng làm sao chạy chọt chi phí cho nó nhiều để đỡ cái tiền thuế đóng xuống, hoặc là kê khai lỗ 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 liên tục vô. Nhưng mà thuế họ thuế sau này họ quyết toán họ truy ngược lại, họ tính ngược lại mà chị lời không mà chị kê lỗ, lúc đó chị đóng thuế sỉnh luôn. Thế thì ở đây nó đang có một cái vấn đề đúng không? Tức là về cái quản lý nhà nước hay là cái gì gì đấy nó đang không công bằng, hoặc nó đang không bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, hoặc là nó như thế nào đấy đúng không? Tức là ở một cái góc độ gì đấy nó đang không công bằng.
Vì là rõ ràng mình tiền mình không mình làm ra sản phẩm, mình bỏ trả lương nhân viên để mình làm ra cái sản phẩm, và mình khi mà mình không thu được tiền về, mình vừa phải đóng thuế, vừa bị chịu tất cả những cái chi phí đấy, mà không được ghi nhận là cái việc là mình không được trả tiền đấy. Thế thì cái đấy nó ở bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp ở đâu và như nào, mình chưa chưa mình đấy, chính cái đấy là cái mình thắc mắc ấy, tại vì rất nhiều người giải thích cho mình như vậy. Thế thì cái câu chuyện nó là như nào? Mình có ý kiến gì? Cái này thì có thể chị liên hệ đến với chỗ bạn Văn Anh Vương nè, bạn có nhắn nè, thì bạn Văn Anh Vương làm công ty tư vấn về cái toán thuế thì sẽ rành hơn Duy. Nhưng mà nó góc độ của Duy á, góc độ của Duy là người chủ doanh nghiệp, người CEO, mình phải hiểu như nè, mình sống ở đất nước này, tôi giữ cho an ninh chính trị được ổn định, chị có thể làm ăn kinh doanh mua bán thuận lợi trong nước ngoài nước theo quy định của tôi, không có làm những ngành nghề vi phạm pháp luật, thì chị được vô tư chị làm, năng lực chị làm tới đâu chị đóng thuế tới đó, chị lỗ thì tôi đâu bắt chị đóng thuế, chị lời thì chị phải đóng thuế, để chị cái tiền thuế đó tôi chi trả cho an ninh xã hội mọi thứ này kia để doanh nghiệp của chị có thể hoạt động được. Thì mình hiểu cái góc độ vĩ mô là như vậy, còn cái việc mình không thu được tiền á, thì là chuyện của mình với khách hàng. Mình lựa khách hàng tệ quá hay sao đó nãy kia thì mình gán chịu, hoặc là gặp gặp đối tác nãy kia đó, thì cái đó là cái lỗi cá nhân của mình với đối tác. Còn cái góc độ vĩ mô là nhà nước người ta đã lo như vậy rồi, thì mình làm có mình đóng góp lại cho nhà nước. Nhà nước đâu có khi nào mà mình lỗ mà nhà nước vẫn bắt mình đóng thuế thì mới đó mới là bất công cho mình. Còn mình lời thì mình trích một phần lời để mình đóng thuế. Mà các anh chị nhớ nha, đóng thuế nhiều sau này có lợi cho mình lắm á, chứ đừng nghĩ là tìm cách đóng thuế ít lại để cho có lợi. Ở đây mình có hai cái thuế, tức là cái thuế giá trị gia tăng và cái thuế thu nhập. Thuế thu nhập thì sau đấy mới tính, nhưng mà cái thuế gia tăng ấy thì mình chưa 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 ấy được, thì nó cũng lại cả hai lần à? Mình nộp trước, nguyên tắc nhà nước là nhà nước thu trước, nhà nước trả lại sau nếu mình nộp dư. Thì cái này Di nói, cái này mà chị muốn biết rõ hơn thì có thể book một cái lịch với bạn chỗ Văn Anh Vương á, liên bạn sẽ nói sâu về thuế. Thì Vâng, trong cái cảm ơn dịch anh Duy. tiền thuế là một phần thôi. Cảm ơn chị. Rồi còn anh chị nào mình hỏi gì nữa không ạ? À, cảm ơn chị Hà, cảm ơn lời chia sẻ của chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay ạ. Thì em cũng thấy có một cánh tay nữa là từ anh phía anh Đòn Hà, thì em có thể nhờ ban tổ chức có thể hỗ trợ bật mic và cho anh ạ. Mọi người chào anh Hà, thật là ngập tràn trong khung chat nha mọi người. Anh Đoàn Hà đây. Rồi, cảm ơn anh Duy. Rất là thú vị về cái buổi chia sẻ của anh hôm nay. Cho nên là mình ngồi lại để hỏi tiếp một câu như thế này mà mình cũng đang 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 vướng phải, là cái việc mà mình chia sẻ cái quyền gọi là duyệt chi cho các cái giám đốc khối hoặc là các trưởng phòng của mình ấy, thì là họ có một cái ngân sách được chi. Tuy nhiên thì khi mà họ có cái ngân sách đó thì họ cứ chi theo kế hoạch thôi. Nhưng mà trên thực tế kinh doanh thì không phải lúc nào nó cũng thuận lợi. Thế thì làm thế nào để mình có thể là coi như là mình có thể kiểm soát được cái việc là trong trường hợp như kinh doanh mình không thuận lợi thì mình hoãn cái việc chi lại hoặc là mình delay lại như thế nào, cái đấy thì mình đang gặp phải, nhờ anh Duy tư vấn thêm. Mình nói rõ chút xíu không thuận lợi là không thuận lợi như thế Như nào. doanh thu của mình trong cái quý này nó chưa có đúng được như là cái kế hoạch thì mình cần là giảm chi phí đi. Thế thì bây giờ làm thế nào để mình có thể giảm được đó, bởi vì mình đã phân quyền rồi đó. Mình hình dung cái đây là cái mà Duy thấy các anh chị mình hay bị nhầm lẫn. Nhầm nhầm lẫn đi. Mình phân quyền chứ không phải là mình tước bỏ hết cái quyền của mình. Các anh chị hình dung các anh chị giống như là vua đi nha, còn mấy ông giám đốc kinh doanh hay là trưởng phòng là tướng, thì tôi trao anh cái quyền đó nhưng mà tôi cũng thể lấy lại cái quyền đó, tại vì tôi là người trao cho anh được thì tôi sẽ lấy lại được. Nhiều anh chị trao quyền xong cái là cứ nghĩ là mình mất luôn cái quyền đó, hoặc là dù nhất là về nhân sự cũng vậy, nghĩa là nhân sự nhân viên thì do ông quản lý, ông quản lý nên mình không có đụng gì tới hết. Về mặt khi mà mình giao rồi thì mình sẽ không có can thiệp vô, nhưng mà mình là chủ, có nghĩa là ok, ví dụ mình giao thì hồi nãy mình mới nói có cái vụ mình kiểm soát tiến độ đó,
khi mình giao cái ngân sách đó là dùng một tháng là bao nhiêu đó. Vậy thì mình phải chia ra mỗi tuần, mình phải họp lại với nhau. Một tuần trôi qua, ngân sách đã xài 1/4 rồi, mà kết quả mang về mới có 1/5 thôi. Vậy thì 3 tuần còn lại gánh 4/5 gánh có nổi hay không? Mọi người phải tự ngồi với nhau. Nó thì Duy nói, Duy lúc nãy Duy có nói đó là mình phải luôn luôn mình đặt vấn đề là lỡ nó như thế này thì sẽ như thế nào. Nó rồi tuần thứ hai trôi qua mà nó vẫn không đưa như vậy được nữa thì bắt đầu mình mới đặt vấn đề là gì, thì mình sẽ chọn phương án là mình chấp nhận chi cái số tiền đó như vậy mà cái doanh số mang về nó thấp hơn. Vậy thì lúc đó lợi nhuận còn hay không? Hoặc là thứ hai là mình sẽ chấp nhận mình bồi thêm chi phí để mình đạt được cái doanh thu. Thì lúc đó liệu có tiền hay không? Một cái là có tiền đắp vô thêm hay không? Một cái là chấp nhận như vậy thì tiền thu về có đủ hay không? Và nếu như tiền thu về không đủ á, thì anh em chịu khó chia sẻ với công ty chút xíu. Còn giả sử như tiền đắp vô mà không đủ á, thì thôi chấp nhận hiện tại. Còn nếu đắp được, quơ chỗ nào được thì đắp vô đó. Nó thành ra là mình phải kiểm soát liên tục, cuốn chiếu. Chứ mình đợi tới cuối tháng xong rồi mình mới can thiệp vô thì lúc đó mọi chuyện nó lỡ. Và chưa kể là mình phải coi cái cách ông xài tiền có hiệu quả hay không nữa. Mình giao ông là một chuyện, nhưng mà mình kiểm soát ông lại là câu chuyện khác. Đó, tôi giao cho anh một tháng là anh xài được 100 triệu. Mỗi tuần tôi sẽ đo cái cách anh sử dụng tiền hiệu quả tới đâu. Và nếu như tôi đo mà tôi thấy anh không có khả năng sử dụng lên tới được 100 triệu thì tôi cho anh sử dụng 50 triệu thôi. Mình giảm lại. Đó. Nhưng mà những cái đó mình phải tinh tế chút xíu là khi mình giao, trước khi mình giao mình phải nói rõ. Nếu lỡ không được thì tôi lấy lại cái quyền đó nha. Đừng có tự ái nha. Chứ một khi mình giao rồi mình lấy lại ngang xương mình không nói gì hết, người ta sĩ diện, người ta tự ái đó. Tại cái quyền mà liên quan tới tiền là cái quyền cuối cùng. Thực quyền nằm là cái chỗ là cái người nào mà trong công ty, người nào kiểm soát tiền là người đó quyền cuối cùng. Còn là em nói gì đó anh nói cũng không cần biết. Chính xác, chính xác. Chính vì vậy cũng là thực ra là cũng là rất là nhạy cảm. Và anh Duy có cái câu rất hay, đó là mình phải thống nhất trước, có nghĩa là mình phải nói rõ là tôi giao nhưng mà tôi cũng có thể là phải trả lại nếu trong trường hợp nó chưa có hiệu quả. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bạn.